Lên luồng duyên nha bà con cô bác ơi. Hello mấy chị nha, vào chia sẻ like dùm em với nha. Cuối like sẽ bán tặng áo 19.000 cho mấy chị nha. Hello mấy chị, giờ lên luồng duyên nha. Chị nào mà mua được ủng hộ em với nha, giá rẻ thôi à. Hello mấy chị nha, quần jean hôm nay về nhiều mẫu đẹp lắm luôn nha mấy chị, không ngủ lắm luôn nha. Đợi mấy chị vào rồi lên ha, đợi mấy chị vào rồi lên. Chia sẻ like giùm em với nha, chia sẻ like cho em có tương tác. Hồi nãy định like xong sau đó lên like thấy không ổn nên em mới xuống like, chứ không thôi là hồi nãy lúc 9 giờ khoảng 9 giờ 50 gì đó em có lên like thử. Hello mấy chị nha, quần jean hôm nay về nhiều mẫu lắm luôn nha. Chia sẻ like giùm em với mấy chị, chia sẻ like giùm em với nha, bán tặng mấy chị thôi à, quần jean bán tặng. Quần jean cao cấp nha, hàng này là hàng nghiêm luôn á. Hàng nghiêm luôn chứ không phải hàng sale luôn ha, là bán tặng cho mấy chị luôn á. Đầu lai bán tặng nè. Mấy cái áo này đầu lai bán tặng 35.000 nè, chị nào mua được ủng hộ em nha. Hàng này là hàng Quảng Châu, bao đẹp luôn á. Vàng 35 nè, ai đó được comment giùm em với mấy chị. Xe bài giùm em nhé ha. Xe bài giùm em. Rồi cái này form dài bán tặng 35, đầu lai luôn nha. Form dài dấu quần giùm em nè. Rồi vàng dài giùm em ha, vàng dài đầu lai bán tặng 35 nha. Nhớ chia sẻ like giùm em với nha. Nhớ chia sẻ like giùm em nhé, bán tặng đầu like. Chị nào coi được thì lấy giùm em ha. Nhớ chia sẻ nha, đầu like là em mang bán tặng để cho mấy chị vào đông đông để em lên quần ghim cho mấy chị nữa. Quần ghim nhiều mẫu luôn. Rồi cái này giùm em với mấy chị ơi, hồng 35 giùm em ha, áp dụng cho xe bài giùm em ha. Đầu like em bán tặng đợi mấy chị vào đông đông đẳng lên quần ghim á. Rồi hồng 35 giùm em nè, hay cô nào lấy được lấy giùm em ha. Nhớ xe bài cho em với nha, xe bài cho em có tương tác với mấy chị rộng sợ giùm em ha. Hồng gấu luôn á, tự đem hồng gấu luôn đó. Tự đem hồng gấu luôn mới chịu ha. Rồi và trang trần nè. Rồi ai lấy được lấy giùm em ha. Xe bài giùm em với mấy chị. Rồi mẫu này xám giùm em luôn ha. Xám gấu 35 giùm em luôn mấy chị. Xám gấu 35 nha. Đầu lai em bán tặng, đợi mấy chị vào đông đông thì em lên cho mấy chị ha. Nhớ xe bài giùm em với mấy chị. Xe bài cho em có tương tác nữa ha. Xe bài cho em có tương tác nhé. Này đang bán tặng chơi nè. Xám gấu luôn ha. Rồi xám gấu 35 nha. Cái hàng này đẹp lắm luôn á mấy chị, bao êm ha. Ủa sao vậy, sao vậy, sao không in được? Ủa khoan khoan khoan, đợi em cái nha, mới in cái gọt ra mà. Khoan khoan khoan, đợi em cái nha mấy chị ơi, tự nhiên cái nó đá em ra rồi. Khoan 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 khoan, tự nhiên cái bị đá ra. Không biết sao bị đá ra luôn. Rồi hello mấy chị nha, chia sẻ like giùm em nha, chia sẻ like chấm bài giùm em nha. Nó bị khùng lắm luôn rồi, xám gấu. Rồi tranh thủ lựa like giùm em thôi, xong ngày em lên quần riêng cho mấy chị lựa nha. Nhớ xe bài giùm em với nha, cái này em mang bán tặng cho mấy chị. Rồi hồng 2 giùm em, hồng 2 set 2, kiểu set 2 mặc dễ thương ha, 35 luôn mấy chị, bán tặng đầu like nha. Nhớ xe bài giùm em với nha, nhớ xe bài giùm em với. Rồi mẫu này trắng 2 giùm em luôn nè, có một cái kiểu bên trong giùm em ha. Rồi 35.000 bán tặng đầu like. Rồi, chia sẻ like giùm em với ha. Rồi hồng 2 35.000 trên thủ rẻ mua bà Trang ơi, vải đẹp lắm luôn á, mua trong ri cũng được. Cái chị xe bài giùm em ha, từ từ em sẽ lên cho mấy chị nha. Trắng 2 em còn luôn nè. Rồi ai lấy được lấy giùm em ha. Bán tặng, bán tặng, bán tặng. Lộn xộn hết. Rồi cái này là kiểu dấu quần luôn ha. Cái này là form kiểu dấu quần nè. Rồi trắng dài giùm em mấy chị, form kiểu dấu quần, form bầu nha, form bầu mặc ngủ cũng được luôn ha. Rồi trắng dài nè, ai đó comment giùm em. 35 nha, đầu lai bán tặng, bán tặng cho mấy chị đầu lai nha. Nhớ xe bài cho em nha. Cái này đang bán tặng hết. Rồi trắng, ai đó comment giùm em, đợi mấy chị vào đông đông lên quần jean ha. Quần jean gái vẻ bèo nhiều luôn á. Rồi mẫu này em còn này, trắng cút giùm em ha, hai bên hông nó có dây buộc eo á mấy chị. Rồi trắng cút giùm em, form rộng nha. Cái này dễ mặc lắm, tải đẹp lắm. Hồng 2 tôi lấy chưa? Hồng 2 bà lấy rồi bà ơi. Hồng 2 lấy rồi nha, hồng 2 chốt cho bà rồi nha. Rồi em còn cái trắng cút nè mấy chị, ai đó comment giùm em trắng cút ha. Trắng cút 35.000, đầu lai em bán tặng nha. Nhớ xe bài giùm em nha mấy chị ơi. Xanh chuối nè, xanh chuối giùm em ha. Ai đó comment giùm em. Hai bên hông này nó có dây nè, mấy chị có thể bo lại giùm em ha. Tùy theo cái dáng hình mặt sẽ bo eo lại hình qua cút hiu ha. Rồi xanh chuối nè mấy chị ơi, ai đó comment giùm chuối. Xanh chuối cái này nhiều người mặc nha. Xanh chuối nhiều mặt, nhiều người mặc. Rồi lên quần jean nha mấy chị ơi, lên quần jean ha. Ai coi được muốn hộ em với mấy chị.
quần jean, quần jean có đủ thứ hết trơn ha. Quần jean đùi này đẹp nha, quần jean đùi này đẹp, hàng này hàng game bán tặng mấy chị hết, chị nào mua được ủng hộ giùm em ha. Jean đùi này loại cao cấp nha mấy chị ơi, chị nào coi được lấy giùm em. Quần jean đùi này loại cao cấp giùm em ha. Cái này là em bán tặng cho mấy chị với giá là 119.000 giùm em ha. Loại này loại cao cấp hàng game giùm em. Nó có size SML giùm em ha. Toàn bộ đính đá cho mấy chị nè, hàng sang lắm luôn ha. Rồi ai đó comment giùm em ha. Cái này lưng cao nha mấy chị ơi, này lưng cao giùm em luôn ha. Mặc bao êm co giãn giùm em. Ai đó comment giùm em quần đùi có size SML 119.000. Hàng này hàng cao cấp nha. Ai đó comment giùm em quần đùi nha mấy chị. Quần đùi size SML giùm em. Bán tặng cho mấy chị 119.000 giùm em. Chia sẻ like giùm em ha. Chia sẻ like chấm bài giùm em ha. Lên cho mấy chị ha. Chia sẻ like. Có lên ghim dài nè em ơi. Đang lên nè cho ngơi. Coi được lấy giùm chị ha. 155.000 một cái. Hàng bao đẹp luôn. Xịn sò lắm luôn. Ngồi xích xa xa cho mấy chị coi ha. Trên này là nó có in nổi gu xì giùm em nữa mấy chị. Hàng sang giùm em ha. Bao đẹp. Lưng cao co giãn nhiều giùm em. Xịn sò 155.000 hết nha. Nè nhìn thấy không, trên lưng này nó có đính gu xì giùm em, mà gu xì chữ nổi giùm em ha. Lưng cao hai nút cho mấy chị luôn. Nó hàng đẹp giùm em ha. Rồi chị nào có lấy được lấy giùm em nha mấy chị. Mã này là 758 ha. 758 size SML giùm em nha mấy chị. Ai lấy comment giùm em không. Không chơn đơn giản kiểu gì ha. Tất cả đều lưng cao hết ha. 758 155.000 đồng giá ha. Toàn là quần jean lưng cao không mấy chị, bao em cho mấy chị luôn ha. Rồi ai lấy comment giùm em nha mấy chị. 758 ha. 758 mã này đẹp ha. Dễ mặc lắm, mấy cái này dễ mặc giùm em, màu đẹp đẹp không à. Rồi chị nào lấy được comment giùm em 758 size SML giùm em cho mấy chị. Chia sẻ like giùm em ha. 758 size SML cho mấy chị. Nhiều mẫu nha. Từ luôn hết trơn á. Lên cái quần baggy nè. Quần baggy ống rộng giùm em ha. Quần baggy ống rộng là bán cho mấy chị với giá là 135.000 ha. Nè. Ai thích ống rộng thì lấy giùm em ha. Baggy ống rộng lưng cao cho mấy chị nè. Nhưng mà mẫu này không có co giãn nha. Nè trên đây nó làm kiểu cho mấy chị ha. Ống kiểu hơi xuông xuống gì nè mấy chị. Quần bé chi giùm em ha. Ống hơi xuông xuống gì nè. Rồi ai lấy comment giùm em bé chi đi mấy chị. Bé chi giùm em ha. Còn cái 135.000 size SML giùm em ha. Ai lấy được comment giùm em bé chi. Lưng cao giùm em. Size SML xong này cuối lại lên áo 19.000 nha. Nhưng mà phải lên xong mớ quần jean này cái ha. Nhớ xe bài cho em nha. Xe bài giùm em với mấy chị. Mình bán tặng nhiều hơn. Rồi bé chi nè. Ai lấy comment giùm em ha. Bé chi giùm em size SML ha. Lộn xộn hết mấy chị, nhiều mẫu giùm em ha. Lộn xộn từ lưu hộp men cho mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em nhé ha. Em lên với mấy chị có thể em kiếm hàng em lên hả. Tại cái này hơi nhiều lắm, hơi lu bu lắm nên phải lên ấy chứ thôi là bị lộn luôn á. Rồi ai coi lấy được lấy giùm em đi mấy chị ơi. Mẫu này sang, form giùm em ha. Form này là form trơn nha mấy chị ơi. Form trơn đàng hoàng giùm em hết. Nó không có gì hết trơn á. Nó chỉ là lưng cao form trơn. Ai thích mẫu form trơn này thì lấy giùm em ha. 194 giùm em. 194 size SML phơm trơn đơn giản kiểu gì ha. Lưng cao giùm em, co giãn. Ai thích phơm trơn này thì lấy ha. Rồi chị nào lấy được comment giùm em 194 giùm mấy chị. 194 giùm em size SML nha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em 194 size SML giùm em. Jean này êm nha mấy chị ơi, jean này êm nha. Mấy chị mua mặc là bao bảnh luôn á. Rất là bảnh luôn. Rồi ai thích comment giùm em, hàng này là hàng em á, bao em cho mấy chị luôn. Rồi ai thích comment giùm em 194 size SML giùm em. 155.000 đồng giá hết nha. Ai lấy được lấy giùm em. Nhớ xe bài cho em nha. Nhớ xe bài giùm em nữa chị. 194. Em lấy xe máy. Em lấy xe máy. Rồi bà Trân bà không comment sao chị biết em mặc xe máy không. Rồi 194 giùm chị nè. Lấy xe máy comment giùm chị luôn ha. Xe bài giùm em nữa chị. Cái này êm lắm luôn nha. Co giãn mà vải nó bảnh lắm luôn á mấy chị. Sam 9 không à, Sam 9 L giùm em nha chị Sony ơi. Sam 9 giùm em á. L ha. Rồi 194 giùm chị nè. Em nói mỗi cái này chỉ có một cái thôi nha mấy chị ơi, trên phụ lựa giùm em nha. 194 size L ha, 194 giùm em. Size 29 là size L giùm em á chị, lấy size L giùm em ha. Ớt là size 26, 27, 2. Ớt là size 26, size M là 27, 28, size L là 29, 30 giùm em ha. 155.000 giùm em ha mấy chị, 194 giùm em. Bảnh lắm, êm lắm, trên thủ mua đi, quần này lưng cao mà co giãn rất là bảnh, êm lắm luôn nha. Hàng xịn giùm em luôn mấy chị. Nè lưng cao hai nút giùm em. Túi nha, túi kiểu gì giùm em luôn nè mấy chị. Rồi chị nào lấy được mẫu này comment giùm em mã 610 nha. 610 size SML giùm em. Xanh lưng cao giùm em ha. Đó, ai lấy được comment giùm em túi nè. Lưng cao co giãn hết cho mấy chị. Hàng êm nha, hàng này êm giùm em. Rồi 610 size SML, ai lấy comment giùm em 610 size SML giùm em.
nhớ lấy giùm em 610 CS hoặc size M hoặc size L nha, kèm theo cái giá giùm em luôn mấy chị ơi, 155.000 giùm em. Chị nào lấy được lấy giùm em ha, 610 CS ML giùm em, 155.000. Rồi chị nào lấy lấy nha, sắm này lên áo nha. Ơi cái hàng này sang lắm luôn nè, hàng này sang giùm em ha, hàng này sang, hàng này ơi ơi nghe bà ơi, nghe bà ơi, nghe bà ơi, đợi chui gái. Rồi mẫu này, hàng này ấm lo nha, chị nào thích ấm lo thì lấy giùm em ha. Quần cái tôi lên trễ hả, 194 thì còn size S ML nha. Ủa tôi còn size S với size M nha. Cái gì sao sao sao, có ai bị gì không, có ai bị gì không? Cái quần mới bỏ xuống mã gì vậy? Cái quần mới bỏ xuống là 610, còn cái quần này là 194 thì tôi nè, là tôi còn size S với size M nha mấy chị ơi. Em còn size S với size M, 194 không trơn nha. Hello bà Quệ Như nha, mua được gì ủng hộ em nha bà con cô bác ơi. Nè cái này là 194 phân trơn, em còn size S với size M nha. Còn size S với size M, 194 em còn size S với size M giùm em ha, chia sẻ giùm em. Tôi lấy em M nha, là 194 nha bà, 194. Vậy là 194 em còn size S. Cái này là dễ mặc lắm luôn mấy chị. Cái size 194 ha, tại form đó dễ mặc giùm em ha. Lấy size M không nghi mẻ được luôn. Rồi 194 giùm tôi nha, tôi lấy 194 cho bà nha. 194 em hết chị Yến Phạm ơi, em hết em mờ nha, em còn ớt thôi. 194 em hết em mờ, em còn ớt thôi. Rồi ai lấy được comment giùm em 194 nha, là tôi lấy 194 cho bà nha. Giá sao gì bà, 155.000 hả bà ơi, 155.000 hả bà Quỳnh Như, đẹp lắm. Rồi cái quần ống lo giùm em ha, quần ống lo là 165.000 giùm em nha mấy chị ơi. Quần ống lo đeo giùm em là ơi size L á, hai quần hai một nút à bà ơi, cái đó lưng cao một nút à bà Trang ơi, cái đó lưng cao một nút à. Cái mã kia mấy hai nút, mã này nè mấy hai nút. Gói quá vậy, gói quá vậy chưa, khoan từ từ gói quá à. Thôi từ từ lên tối giùm em nha mấy chị. Rồi lên từ từ tối giùm em ha. Bà lấy size 30 là size size L giùm tôi, 29-30 là size 29 là size L, bà lấy L giùm em. Ống lo nè, 165.000, chị nào thích ống lo thì ống lo giùm em ha. Lưng cao giùm em một nút nha, trên đây nó có đính hộp hộp cho mấy chị nè. Nè sang lắm luôn nha, bà nào thích cái này thì lấy giùm em ha. Nè có đính hộp luôn. Rồi ống lo giùm em đi mấy chị ơi, ai lấy comment giùm em ống lo ha. Ống lo có size ML 165.000 giùm em ha. Đẹp ghê luôn mấy chị. Rồi ai lấy được comment, còn lại là 155.000 giùm em ha. Bác ghi ai lấy bác ghi thì comment ha. Rồi ai lấy được comment thì ống lo. Ống lo có đính hộp thêm 10.000 giùm em, 65.000. Đó, ai thích ống lo thì lấy giùm em ha. Ống lo giùm em mấy chị, ống lo giùm em ha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em. Ống lo cho mấy chị 165.000 giùm em ha. Xe bài giùm em mấy chị, xe bài giùm em đúng không? Sao cái này tôi ghi chụp ở đây. 194 em còn xe ớt nha. 194 còn xe ớt, mã đẹp đẹp hơn nè. Có 155.000 ha. Trời ơi, riêng rẻ ghê luôn á. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em đi mấy chị. Rồi mẫu này lưng cao nè, phơm trơn này nè. Cái này là comment giùm em là mã 610 nha. 610 lưng cao giùm em hai nút nha, kiểu kiểu trên này giùm em luôn nè mấy chị. Đó, chị nào lấy được comment giùm em, mẫu đẹp lắm, lưng cao giùm em. Lưng siêu cao nha. Rồi Alex comment giùm em 610 nha. 610 xe ớt giùm em, xe ớt ML. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em. 610 xe ớt ML. Phơm này là hai nút giùm em ha. Rồi 610 xe ớt ML, họ lên lên đi mấy chị thêm nha, từ từ nha, từ từ lên hai cái hả người. 610 CS ML giùm em ha, 155.000, riêng cái mẫu hộp là mới 155 thôi, còn lại lại. Rồi chị nào thích cái này thì lấy nha, em nghĩ nhiều chị thích lắm luôn nè. Rồi lưng thun nè, có bà nào thích không? Lưng thun giùm em ha, ai lấy được comment giùm em lưng thun mấy chị. Lưng thun rất nhẹ nè, cái này hơi bụi một xíu nhưng mà dễ thương nha. 610 CL giùm tôi luôn ha. 610 CL giùm tôi nè. Rồi ok bà Trang ha. Chị nào lấy được lấy giùm em đi mấy chị, bán giá rẻ luôn á. Có 155.000 hà, quần jean mà hàng lưng cao nữa. Cái này mà lưng cao mấy chị đi ra ngoài mua là mấy trăm ngàn luôn á. Rồi ai lấy được lấy giùm em ha, chia sẻ ra giùm em. 610 em còn size S, size M nha mấy chị ơi. Rồi em còn mẫu này luôn, lưng thun ai thích không? Nè lưng thun giùm em ha. Nó có dây buộc, dây rút giùm em luôn nè, tùy theo mấy chị ha. Bảnh quá à, có gấp nhẹ nha, gấp nhẹ chỉ có một bên này giùm em ha. Phía dưới này nè, nó viền cho mấy chị. Rồi lưng thun giùm em mấy chị ơi, SML ha. Ai lấy được comment giùm em lưng thun. Lưng thun nè, lâu lâu mới về có một lần đó nha.
Mẫu này mặc cũng dễ thương lắm, dễ phối đồ giùm em, mặc bụi bụi. Rồi lưng thun ha, SML giùm em 155 ngàn. Lưng thun, ai lấy được comment giùm em. Xe bài cho em với mấy chị ơi, xe bài giùm em với ha. Lưng thun, không ai lấy lưng thun hả? Lưng thun em thấy dễ mặc lắm luôn mấy chị. Không ai lấy là uổng lắm luôn á. Trời ơi, nhà chuẩn bị mưa nữa là mạng yếu nữa. Ê, lưng này đẹp nè. Lưng này một nút, lưng cao một nút mà trên này nó có gắt gắt giùm em nữa mấy chị. Đẹp quá, xịn sò giùm em ghê luôn á. Mẫu mới không à. Hàng gì nữa không? Trên này có hai cái túi giùm em, lưng trên này là nó gắt gắt nhẹ nhẹ giùm em nè mấy chị. Rồi ai lấy được lấy giùm em ha. Lưng thun 155 sen nhờ. Rồi cái okay, chị Yến Phạm giùm em ha. Đẹp, cái lưng thun nó dễ mặc á chị ơi. Lưng thun dễ mặc giùm em ha. Chia sẻ like giùm em với mấy chị. Lưng thun giùm em ha. Chia sẻ like chấm bà chị mới nhận được hàng xong nha. Dạ em cảm ơn chị Ánh Nguyệt nha. Cảm ơn chị ủng hộ em nha chứ ơi. Rồi ai lấy được comment giùm em. Lưng thun. Rồi lên mẫu này giùm em nữa mấy chị ơi. Mẫu này là mã 184 nha, 184, lưng cao giùm em ha. Lưng cao cho mấy chị, nhưng ở trên cái lưng của nó có gì ghì á mấy chị. Nè, cái túi nè, túi này túi kiểu giùm em ha. Xịn sò dễ thương lắm luôn á. Nè, trên đây là nó gắt nhẹ nhẹ giùm em. Cái này mấy chị bỏ áo ôm, bỏ vô quần đẹp lắm luôn á. Rồi ai lấy được comment giùm em mấy chị. 164 nha. 164 SML. Ai lấy comment giùm em size 164 giùm em ha. Mã 164 size SML giùm em. 155.000 cái nha mấy chị ơi, lưng cao hết luôn á. Lưng cao hết, bán tặng cho mấy chị luôn ha. Chị nào coi lấy được lấy giùm em. Rồi lên cái siêu phẩm này luôn á. Mã này mã mới luôn nè. Lên cái siêu phẩm này. Chị nào tin tin không lấy cái này uổng thiệt luôn á. Rồi cái hàng này giùm em. Cũng là lưng cao 2 nút luôn nha. Rồi mẫu lưng cao 2 nút nè mấy chị. Cái này mẫu này hơi tin tin luôn nha. Có khóa kéo ngay đây nè. Nó làm kiểu cho mấy chị nè. Nó làm kiểu có khóa kéo giùm em nè mấy chị nhìn không. Nó mai nè. Mai kiểu kiểu giùm em ha. Chị nào tin tin lấy này. 594 giùm em với chị. Sang quá nè, co giãn nè. Em kéo nè, kéo rất là êm luôn nha. Rồi ai lấy comment giùm em đi mấy chị. Mã này có gì kéo ha. Nè kiểu kiểu mai cho mấy chị kiểu này kiểu kia giùm em ha. 594 giùm em. Ai lấy đồ comment giùm em 594 giùm mấy chị. Lưng cao 2 nút giùm em ha. 594 size SML giùm em nè. Chị nào lấy được lấy giùm em ha. Rồi vô cao cao lên mở thấy ngựa luôn nha. Rồi 594 nha. Mẫu khóa kéo này là 594 giùm em. Size SML nha mấy chị. 594 size SML giùm em. 100. Trời gót cái này ra một hồi cái thấy đường nữa, không biết đường luôn á. Rồi 594 giùm em size SML nha. Chị nào lấy được comment giùm em. 594 size SML 155.000 ha. Rồi cái này, cái này mấy chị không lấy là uổng thiệt luôn. Cái lưng nó lạ lạ luôn nè. Cái lưng nó lạ lạ giùm em luôn nè ha. Rồi mã này giùm em. Nè nhìn không, cái lưng nè sang ghê mấy chị ơi. Bên đây có nút gài ha. Nút gài mấy chị gài khoen giùm em nè. Nè nhìn không, cái dây này nè. Dây này là nó mở ra giùm em ha. Dây này có mở ra giùm em. Có cái nút bên đây mấy chị gài lại giùm em ha. Trời sang chảnh ghê luôn á. Nút đầy đẹp ha. Rồi mã này 750 size SML giùm em. Phom trơn hết ha. Đó, chị nào thích phom trơn thì lấy giùm em. Lưng cao co giãn ha. Rồi 750 giùm em nha mấy chị ơi. Cái lưng nè, cái lưng này đẹp ha. Rồi ai lấy comment giùm em 750 size SML giùm em. 155.000 cái. Bán giá rẻ luôn. 750 giùm em ha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha. Xe bài giùm em mấy chị. Xe bài cho em có tin tán nha. 750 giùm em. Ai lấy comment giùm em 750 cái đó đẹp lắm mấy chị. 750 size SML. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha. Chia sẻ like giùm em với mấy chị. 750 nhìn cái phông quần nó lạ lạ ha. Nhìn cái phông quần nó cái nút quần của mấy chị thì nó im giùm em ha. Rồi mã này lưng cao 2 nút giùm em. Lưng cao 2 nút giùm em. Rồi mã này 600 giùm em nha mấy chị ơi. Mã 600 nè, phom nha mấy chị, phom trơn. Lưng cao 2 nút ha. Ai thích phom trơn này thì lấy giùm em. Rồi mã 600 giùm em nha mấy chị ơi. Mã 600 SML ha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em. Có 155.000 à, bán rẻ ghê luôn á. Lưng cao 2 nút cho mấy chị ha. Phía trước này có túi giùm em nè. Phom trơn ha. Rồi ai lấy được comment giùm em đi mấy chị. À, mã này là mã 600 ha. Mã 600 giùm em 55.000 ha. Mã 600 55.000. Rồi em qua lấy được lấy giùm em đi mấy chị. Con dễ thôi. Mã 600 xem hết mà lỡ ha. Rồi mã 600 giùm em 155.000. Rồi cái này cái gắt nhẹ nè. Ai thích gắt nhẹ thì lấy ha. Ai thích gắt nhẹ thì lấy giùm em. Chia sẻ ai giùm em đi mấy chứ. Chia sẻ ai chấm bài giùm em nha. Bán tặng. Rồi mã này. Cái này là một cái màu đen đen nè mấy chị, màu đen đen kiểu này mà gấp ha. 732 nè, ai thích chấp chấp thì lấy nha. Ai thích lấy gấp thì lấy. Rồi 600 cm ha. 600 cm giùm em nè. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em mấy chị. 155.000 ha. 600 cm ha. Đó kiểu này cái kiểu là lạ nè. Rồi 600 cm Yến Phạm giùm em nè. Rồi chính là lấy được lấy giùm em mấy chị. Xe bài giùm em chứ ha. Xe bài cho em có tương tác đó nha. Rồi ai lấy được lấy giùm em.
chia sẻ ra giùm em ha. Rồi em còn cái này luôn mấy chị, 732 giùm em nè, 732 ha, gấp gấp nè, ai thích kiểu gấp gấp hơi bụi bụi thì đấy này nha, 732 giùm em, nhưng mà gấp hơi thôi mấy chị ơi, dạng như gấp mà nó sướt 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 thôi chứ nó cũng không có gấp 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 quá đáng nha. 732 giùm em, ai thích kiểu bụi bụi đấy nha, 732 lưng siêu cao nha, lưng siêu cao giùm em, 732 giùm em, có size SML đi mấy chị, 732 ai đã comment giùm em 732 size SML giùm em ha, 155.000. Nó bằng con nhiên bằng bán con nhiên rẻ rồi mấy chị, bằng như bán cho tỷ luôn rồi đó. Cái này hàng nhiên nàng hoàng luôn nha. Không hề có hàng khác luôn á. Rồi chị nào để được lấy giùm em ha, xe bài giùm em mấy chị, xe bài. À cái này giùm em, cái này là 165 luôn ha. Cái này là 165 nhưng mà hàng xịn lắm. Em lên cho mấy chị coi, hàng này bảnh rồi. Rồi mẫu này giùm em mấy chị. Rồi mẫu này giùm em ha. Lưng cao giùm em, lưng cao nhưng mà nó gấp nha. Lưng cao mà gấp dưới ống quần nè, nó có viền chữ chữ này là chữ gì vậy, không biết chữ gì luôn á. Nè kiểu kiểu như thế này giùm em ha. 165 nha mấy chị ơi. Mã này là mã 595 nha, 595 giùm em. Nè, cái này mấy chị muốn xả xuống cũng được nha. Cái này mấy chị xả xuống cũng được, còn mấy chị muốn săn lên thì nó có chữ cho mấy chị săn sẵn gì luôn ha. Rồi ai đấy comment giùm em nữa chị. Không, cái này không có đính hộp. Không có đính hộp là 155 mà mấy chị ơi. Lộn, em tưởng là cái này đính hộp nhưng mà không có đính hộp nha. Đính hộp mới là 165 còn không đính hộp là 155. Rồi mẫu này giùm em nữa chị ơi, 555 giùm em ha. Lên 29 chưa? Là size L á bà, là size L á, mỗi mẫu tôi lên đều có size L á. L á, bà mặc 29 là size L giùm tôi đó bà ơi. Tại size này là nó không phải là size số là tới 5 số lận, là 26, 27, 28, 29, 30. Còn này là size chữ là SML. S là size 26, M là size 27, 28, L là size 29, 30. Là bà mặc 29 là bà lấy size L giùm tôi nha. Không có size 29, cái này là size L á. Rồi 595 giùm em nữa mấy chị, 595 dưới cái quần ha, nó có viền nha mấy chị. Bán tặng mấy chị 155.000 giùm em ha, cái này gấp nhẹ giùm em. 595 giùm em nữa mấy chị nào lấy được lấy giùm em ha. Xe bài giùm em nữa mấy chị, 595 giùm em ha. Em coi lại cái xanh trơn hả? Xanh trơn là cái nào trời? Xanh trơn là cái nào? Cái đầu tiên hả? Cái 194 nó hết size L, còn size M thôi mà. Rồi ai lấy được cái giùm em nữa mấy chị. Mấy chị nhớ mã giùm em nhớ chứ cái này không nhớ được cái mấy chị ơi. Coi được cái nào thì lấy nha mấy chị, đừng để qua lâu quá là mấy chị lấy luôn á. Từ em lên lại cho coi nha, từ em lên lại cho coi chứ vậy không biết quần xanh trơn này nó nằm ở đâu hết trơn. Rồi lên cái này luôn nè mấy chị, hàng đẹp quá, dễ thương ghê. Rồi ống lo đi mấy chị ơi, ống lo giùm em ha. Ống lo là cái ống lo này là 160 nha, ống lo này 160 giùm em nè. Rồi ai thích ống lo này thì comment giùm em nè, 081 nha, 081 thôi ống lo luôn đi. Xanh ống lo ha, xanh ống lo giùm em. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em, lưng cao coi giãn, chị nào thích ống lo lấy ha. Rồi ai đấy comment giùm em ống lo đi mấy chị, xanh ống lo giùm em ha, gấp nhẹ 160 luôn. Rồi chị nào lấy được comment giùm em ống lo size SML 160. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha, nhớ xe bài cho em nha, cái này toàn lưng cao không, mấy chị mua là bao lời luôn á. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha, lộn xộn cho mấy chị. Xong này em qua áo, em qua bộ này kia cho mấy chị ha. Tại lên cái này trước một ít này nữa mấy chị, lên một ít thôi nha, lên một ít này thôi nha. Rồi cái cô nào lấy được ủng hộ em với mấy chị ơi. Rồi cái màu này màu xanh nè mấy chị, xanh này xanh trơn nha, lưng siêu cao nha mấy chị. Rồi 749 giùm em, 749 phom trơn giùm em, lưng siêu cao giùm em ha, có một nút cho mấy chị luôn. Rồi ai lấy được comment giùm em mã 749 nha, 749 em còn size SML giùm em nè. Mấy chị nhìn không, coi giãn quá xá thì coi giãn luôn á. 749 nha, ai lấy được comment giùm em 749 em còn size SML, chị nào lấy được lấy giùm em 749 nha, 749 giùm em, lưng siêu cao nha, mẫu này là lưng siêu cao, 749 giùm em, 155.000 ha. Riêng mẫu nào khác giá thì em đặt cái giá khác ha, còn không là em đặt một cái giá thì mới chị. Rồi ai lấy comment giùm em 749 nha, 749 giùm em, 155.000 giùm em, 155.000 ha. Đó, chị nào coi được lấy giùm em ha. Rồi mẫu này 740 luôn nè, không biết mẫu sao luôn á, không biết mẫu sao luôn. Rồi mã này 740 giùm em với chị. Cái này giống không ta? Ủa hình như gần gần giống nhau phải không? Gần giống nhau phải không? Lưng cao một nút giùm em nè. Rồi mã này mã 740 đi mấy chị, mã 740 giùm em ha. Chị nào lấy được lấy giùm em nữa với chị. Mã 740 ha, 749 giùm chị ha, 155.000 size L. 749 hả? 749 giùm chị. 749 nè, thấy không? Gần gần mà còn kiếm nữa nè mấy chị.
749 nó không biết nằm ở khu vực nào luôn á. 749 giùm chị, không biết nằm khu vực nào luôn nè, không ngồi kiếm cái bè luôn nè. À 749 size L giùm chị. Rồi ok con ha. 749, 749 size L nè. Rồi chị nào lấy được lấy ha. 740 đi mấy chị, cái này là 740 giùm em ha. Lưng cao một nút giùm em, phơm trơn ha. Chị nào thích mà mua để mặc đi đây đi đó phơm trơn thì mấy chị lấy ha. Rồi 740 giùm em, 740 size SML nha. 740 size SML giùm em. Rồi ấy được thấy giùm em ha. Xe bài cho em nha mấy chị ơi, xe bài chấm bài giùm em nha. Cầm sẵn cho mấy chị. 740 size SML giùm em. Chị nào lấy được lấy giùm em ha. Em còn cái quần, quần này. Em còn cái quần jean này jean đùi cao cấp nha. Quần jean này là quần jean đùi cao cấp nè. Em còn mấy cái nè. Chị nào lấy em để tặng cho mấy chị với giá là 119.000 nha. Mẫu này đẹp giùm em, đính hộp cho mấy chị, lưng cao hết, đính hộp giùm em. Mặc rất là bền nha, cái này nó mặc nó không có bị gắt ra mấy chị, nên mặc nó ôm vô cho mấy chị rất là bảnh. Lưng cao ha, lưng cao co giãn giùm em. Đính nút giùm em, hàng đẹp ha. Hàng này là hàng xịn, hàng này là hàng hàng giống như kiểu hàng nghiêm vậy mấy chị. Em có size SML nè, chị nào lấy được comment giùm em đùi đá nha. Đùi đùi giùm em cũng được, đùi 119 nha. Đùi 119. Rồi em lên cái mấy mẫu đó đó mấy chị ơi. Rồi giờ em cho mấy chị coi lại một lần nữa là em qua áo luôn nè, em không có qua nó, em không có lên nó nữa nha. Rồi chị nào coi được thì lấy giùm em, nhớ xe bài chấm bài giùm em nhé. Lần sợn cho mấy chị. Xong xong đợt này nữa là qua áo với qua quần nha. Xong đợt này là qua áo với qua quần. Hello mấy chị nha. Hello mấy chị. Rồi xong đợt này nữa qua áo nha. Qua áo nè, chị nào coi được thì lấy giùm em ha. Nhớ xe bài giùm em nha mấy chị ơi. Xe bài cho em có tương tác nha. Qua lại một lần nữa nha. Này mấy chị mua mấy chị gọi đến luôn á. Hàng đẹp quá trời luôn mà bán. Hầu như là hàng hàng nghiêm luôn á. Bán mạnh giá chữ luôn á. Rồi áo được lấy giùm em ha. Sầm sầm cho mấy chị ha. Rồi lên một lần nữa là em qua luôn nha mấy chị ơi. Lên một lần nữa là em qua luôn nha mấy chị ha. Nên chị nào coi được lấy giùm em ha. Xe bài giùm em nhé. Rồi mẫu này lưng cao 2 nút giùm em ha. 758 nha mấy chị. Lưng cao 2 nút giùm em. 758 có chữ Gucci ha mấy chị nhìn không? Trên này là nó có chữ Gucci dập nổi cho mấy chị luôn nè. Rồi ai lấy được comment giùm em ha. 758 size SML giùm em ha. Chữ Gucci dập nổi trên lưng này, lưng cao giùm em. 758 giùm em nha mấy chị. 758 nha. 155.000 giùm em. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha. Xe bài cho em ha. 758 155.000. Ai lấy được comment. Trên lưng nó có dập chữ nổi Gucci ha. Bỏ áo vô quần nữa là sang. Rồi 758 giùm em. 155.000. Rồi chị nào lấy được lấy nha. Sau này là qua áo luôn nha. Sau này qua áo là không quay lại nữa nha. Rồi 758 giùm em. Chị nào lấy được lấy giùm em ha. 758 size M giùm em. Rồi ok chị Yến Phạm nha. Nó dập chữ nổi Gucci nhìn lại lạ lắm mấy chị. Rồi 758 giùm em nè. Rồi chia sẻ like cho em ấy ha. Chia sẻ like chấm bài nè. Rồi 758 Yến Phạm giùm em. Rồi cảm ơn bà chị nha. Chia sẻ like giùm em với mấy chị ơi. Chia sẻ like chấm bài giùm em ha. 758 ai lấy được lấy giùm em ha. Dập chữ nổi cho mấy chị. 155.000 ha. Mấy chị lấy nhớ comment mã giá cộng với size giùm em. Rồi cái này lưng nè mấy chị. Lưng ha. Lưng nè mấy chị nhìn không, trên cái lưng này là dạng nó gách 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 ra cho mấy chị làm kiểu nha. Mấy chị bỏ áo vô quần, áo ôm vô quần rất là sang luôn. 184 giùm em nữa mấy chị. Nè chị nào thích thì lấy nha. Hôm nay màu xanh nè chị Sony, chị có lấy được không? Nè hàng bảnh lắm luôn nha. Trên này lưng giùm em nè, lưng cao hết nha. 184 giùm em. Màu này là màu xanh phơm trơn nè. Cái túi này cũng dạng túi kiểu kiểu cho mấy chị nhìn nó lạ lạ ha. Và mấy chị khui cái túi giùm em ha. Mấy chị mổ cái túi. Rồi ai lấy được comment giùm em. 184 size SML ha. Ai lấy được comment giùm em 184. 184 size SML giùm em. 155.000 ha. Có mẫu khác thì mấy ha. Ngân Nguyễn 184. Em lấy size mấy? Trời quên lấy size mẹ nữa rồi. Em lấy size mấy? Quên lấy size bấm bill à. 184 giùm chị ha. Size S ha. Rồi ok 184 size S giùm chị nè. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em đi mấy chị. 184 giùm em ha. 184 giùm em size S ha. Xe bài giùm em nha mấy chị ơi. Xe bài chấm bài giùm em nha. Chia sẻ like cho em nhé. Xe M, xe L, xe S luôn ha. Rồi 184 em còn nha mấy chị ơi. Xe S, M, L ha. Chị nào lấy được lấy giùm em ha. Chia sẻ like giùm em nhé. Rộng rộng cho mấy chị ha. 184 em còn xe M với xe L đi mấy chị. M với xe L giùm em. M với xe L giùm em. 155.000 một cái nha. Bao sang luôn. Rồi cái này. Cái này Becky nha. Chị nào thích Becky thì mấy chị lấy. Becky này là 135.000 giùm em ha. Lưng cao cho mấy chị nè. Đó mấy chị nhìn thấy không? Lưng nè. Đây có một cái kiểu kiểu cho mấy chị hai bên này ha. Becky giùm em. Ai thích được lấy Becky thì lấy nha.
Rồi Becky, lưng cao giùm em, bán tặng cho mấy chị luôn ha. 135.000 giùm em, túi nè, nó cũng xì tai hay lắm luôn nha, chứ không phải đâu. Ai thích Becky thì đấy nha. Rồi ai thích comment giùm em Becky cho mấy chị, lên áo lên chị. Từ từ em ơi, đợi lên quần cái em ơi, đợi lên quần cái ha. Đợi lên quần rồi từ từ lên áo nha chân tân rồi. Rồi Becky, ai thích comment giùm em Becky. 135.000, Becky 135.000 nha. Xe bài giùm em mấy chị, hàng này hàng nhiên nha, bao đẹp luôn á. Rồi ống này là ống lo giùm em 165.000 giùm em ha. Nè có đính hộp cho mấy chị hết nha. Đó, ai thích ống lo kiểu hộp này thì mấy chị lấy nha. Đơn giản thôi mấy chị, nhưng mà nó đính hộp nhìn sang ha. Rồi ai được comment nhiều em ống lo đi mấy chị. Ống lo em còn kiểu này ha, 165.000. Ai được comment nhiều em ống lo đi mấy chị. Ống lo 165.000 giùm em. Đó, chị nào thích cái nào thì lấy ha. Em lên một lần này nữa là em qua áo cho mấy chị luôn á. Em lên một lần này nữa là em qua áo cho mấy chị ha. Ống lo giùm em, ống lo 165 ha. Rồi mẫu này 194 nè. 194 còn có nên cái xe ớt nè. Phơm này đơn giản, chị nào thích phơm nha, đơn giản thì lấy ha. Lưng keo một nút màu xanh này, rất là dễ phối đồ luôn. Rồi chị nào lấy được comment giùm em 194 đi mấy chị. 194 còn cái xe ớt luôn. Rồi chị nào lấy được lấy ha. 194 còn cái xe ớt. Rồi đi qua lấy được lấy ha. Tấm này lên áo cho mấy chị ơi. Tấm này lên áo cho mấy chị ha. Xe bài giùm em với mấy chị. Xe bài chấm bài cho em có thương cái đó nha. Rồi lưng thun, lưng thun. Ai thích lưng thun thì lấy. Lưng thun còn xe ớt với size M nha. Lưng thun giùm em. Rồi đó, chị nào thích lưng thun thì lấy ha. Còn xe ớt với xe M giùm em. 194 xe ớt mua hàng rồi. Một mẹ 194 em hết luôn nha. Rồi chị cảm ơn Ngân nha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha. Chia sẻ cho ai giùm em với chị. Mua để dành mặt ha. Rồi lộn xộn giùm em. Lưng thun có ai lấy không? Còn xe ớt với xe M đó, mặc kiểu lưng thun giùm em ha. Chị nào thích lưng thun thì lấy. Phong đẹp nha. Hàng này phong đẹp giùm em. Rồi chị nào lấy được comment giùm em lưng thun với mấy chị. Lưng thun giùm em ha. Lưng thun, lưng thun. Em còn xe ớt và xe mờ. Rồi chị nào lấy được lấy ha. Tấm này qua áo nha mấy chị ơi. Rồi em hàng lên thì lên cái là áo nha. Cái áo bán tặng hết. Rồi ai lấy được comment giùm em. Xe bài cho em với mấy chị. Một lưng thun. Lưng thun bán tặng 155.000. 55.000 luôn ha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em. Ủng hộ em nha. Xe bài giùm em với mấy chị. Rồi 594 giùm em nè. Cái này xì tay nha. Nè mẫu lạ lạ nè, mấy chị nhìn không? Ít thấy mấy mẫu này luôn á. Ngay đây đó có hai cái dây kéo giùm em nè. Cái đó mà không có sai. Cái đó mà không có sai em. Cái nào em? À cái sai đó hả? À, comment chặn quá mà. Comment chặn quá, nãy là đã hết luôn rồi. Hết ngay từ lúc đầu mới lên luôn á. Cái này bị ruột cái này à. Rồi mẫu này lưng cao giùm em ha. Lưng cao hai nút giùm em nè. Lưng cao hai nút. Em lấy cái xanh hồi nãy chị đưa lên đó cũng được đó. Xanh đó là cũng y chang như cái xanh kia, nhưng mà trên lưng nó có ghì đó, là em lấy cái xanh nó đi. Nó gần giống á. Gọi này giùm em có hai cái dây kéo giùm em ha. Nè kiểu tin tin nha. Chị nào lấy được comment giùm em mã này nè. 594 giùm em ha. 594 giùm mấy chị. Phong quần đẹp nha. Lưng cao giùm em coi dạng hết. 594 ai lấy được comment giùm em size S ML ha. 594 size S ML giùm em. 155.000 giùm em hết. Giá rẻ. 155.000. 594 ai lấy được lấy giùm em. 594 nó mua để dành mặt mấy chị ơi, lâu lâu mới có được một lần nha. Cái này mình mấy chị đi ra ngoài mua là 200 mấy không á, tại vì quần jean lưng cao mà. Quần jean lưng cao mà đi ra ngoài mua là 200 mấy trở lên, nó không có giá rẻ nữa. Rồi chị nào coi được lấy giùm em ha. Em lên hết này là lên áo giùm mấy chị ha. 610 giùm em mấy chị. Lưng cao hai nút, bên đây có hai cái nút nữa ha. Đơn giản kiểu như vậy. Rồi ai được comment giùm em. 610 em còn xe ớt với xe mờ ha. 610 em còn xe ớt với xe mờ. Lưng cao hai nút, bên này có hai cái nút giùm em nè, coi giãn cho mấy chị nhiều luôn ha. 610 em còn size S với size M ha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em. 610 em còn size S với size M, bán tặng 155.000 luôn. Rồi ai lấy được lấy ha, giá rẻ quá trời luôn á. Rồi ai lấy được lấy giùm em. Xe bài giùm em với chia sẻ like cho em. Tấm này lên áo ha, đợi lên áo. Rồi em qua lấy được lấy. Có mấy cái áo jean nè, mấy chị có lấy không mấy chị? Áo jean em về được mấy mẫu này nè. Rồi áo jean form đơn giản, cái này 155.000 ha. Có quần đen không? Đợi xíu, đợi xíu, có quần đen mà bị gắt hay gì á. Rồi mẫu này giùm em ha. Một cái áo khoác jean cho mấy chị form đơn giản giùm em ha. Khoác jean khoảng 62-65kg mặc được á. Ngoài sau này có chữ giùm em. 155.000 giùm em với mấy chị. Ai lấy comment giùm em jean chữ ha. Jean chữ 155.000 giùm em. Rồi cái này hàng 175.000. Mẫu mới chát luôn. Mẫu mới chát giùm em. Mẫu này mẫu mới giùm mấy chị ơi. Mẫu mới mới về luôn á. Nè nhìn không? Mẫu mới giùm em nè. Nó dạng là nó kêu bằng cái gì ta?
nó kêu bằng dợt gì đó mấy chị, khoác jean dợt nè, nè mấy chị nhìn không, mẫu mới, mẫu này là 175.000 giùm em ha, hàng đẹp cho mấy chị đàng hoàng luôn, xịn sò ghê luôn. Rồi ai đó comment giùm em khoác jean ha, jean 175 đi mấy chị, jean 175 giùm em. Em có về mẫu sọc nha ha, mẫu sọc ôm nhán này, mẫu sọc ôm nhán này 119 luôn nha. Ai đó comment giùm em sọc 119 giùm em. Sọc này là khoảng 60-62 kg mặc vừa ha, sọc 119 nè, chị nào lấy được lấy giùm em ha. Form em đi mấy chị ơi, form em giùm em. Rồi sọc 119 nha, qua cho mấy chị ha. Chị có đen mà đen này nè, đen này mà bị gách. Sọc này lên sale áo nha, mấy chị đợi cuối like giùm em ha. Mấy chị đợi cuối like giùm em chứ. Tại em đang rỡ lên cái này lên cho nó xong đi rồi quay luôn ha. Quay một lần luôn, đặng không có tới luôn nữa, không coi là tới luôn rồi. Rồi mẫu này giùm em đi chị, rồi mẫu này giùm em ha. Mẫu này là 081 giùm em nè, 081. 100 cái này 160 giùm em ha, ống lo màu xanh giùm em. Rồi ai đó comment giùm em lo xanh nha mấy chị, xanh lo giùm em ha. 160, ai đó comment giùm em. Chị nào thích ống lo thì mấy chị lấy ha. Rồi bán tặng hết luôn, giá rẻ đều nhiều luôn. Rồi ai đó comment giùm em ống lo đi mấy chị, ống lo giùm em ha. 160, 160 giùm em ha. 160 hơn cái kia 5.000. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em, nhớ xe bài cho em nha. Lên ít nữa qua áo siêu rẻ bèo luôn. Nên ít nữa là qua xe áo siêu rẻ bèo nhiều luôn ha. Rồi 750 giùm em đi mấy chị ơi. Mẫu này đẹp nè, nè nhìn không, cái lưng quần nè, nhìn không, xịn sò ghê á. 750 giùm em ha, 750 em còn xe ớt với xe mờ ha. 750 em còn xe ớt với xe mờ, cái lưng kiểu đẹp nè mấy chị. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha. 750 em còn xe ớt với xe mờ. Rồi nên qua lấy được lấy giùm em. 150.000 giùm em ha, 150.000. Đợi cái lên áo nha mấy chị ơi, từ từ lên áo nha. Rồi 750 giùm em, 750 xe ớt với xe mờ ha. Nghe cái size em đọc vào, nghe theo cái mã em đọc nha mấy chị. Rồi 595 giùm em, 595 ha. Form này xịn sò mà không ai chị nào lấy ha. Tin tin gách nhẹ nha, đây một xíu dưới cống quần rồi mấy chị. Mấy chị muốn mặc quần dài á thì mấy chị xả xuống giùm em. Còn chị nào muốn mặc quần chín tấc thì mấy chị săn cái này lên là nó có kiểu cho mấy chị sẵn gì luôn ha. Rồi ai đó comment giùm em 595 xe ớt với xe mờ, xe ớt ML ha. 595 xe ớt ML, 155.000 luôn ha. 155.000, ai đó comment giùm em. Áo khoác về có nhiều áo khoác về có nhiều. Tôi về ít mẫu rồi bà ơi, cái này tôi về ít mẫu mà tôi về số lượng bà ơi. Tôi về ít mẫu mà tôi về số lượng. Nó coi được thì lấy giùm tôi ha. Tôi về lộn xộn, tại chung với quần riêng người ta còn vài cái mượn tôi lấy giùm thì tôi lấy luôn á. Tôi cũng không có định về nữa. Rồi ai lấy được lấy giùm em, mình thích cái nào thì mình lấy thôi, chứ giờ không biết sao hết trơn á. Rồi nãy này giùm em biết chưa, 732 luôn ha, 732. Cái này là một cái đen giùm em nữa mấy chị. Cái này là một cái, nè cái đen kiểu gì giùm em nè. Gấp cho mấy chị ha. Xịn xò quá, dễ thương ghê ha. Rồi ai lấy comment giùm em 732 đi mấy chị. Toàn bộ lưng cao co giãn hết giùm em. 732 giùm em, chị nào lấy được lấy ha. 732 giùm em, bán tặng mấy chị 155.000 ha. 732, 732 là một cái đen mà kiểu đen gấp đó. Chị nào tin tin thì đấy, 732, 732 giùm em, 155.000, 155.000 cho mấy chị. Còn 4 cái, 3 cái nữa, 3 cái nữa là hết là qua áo nha. 3 cái nữa là hết là sẽ qua áo cho mấy chị. Rồi mã này mã 600 giùm em luôn mấy chị. Lưng cao 2 nút phom trơn nè. Rồi mã 600 nè, ai lấy comment giùm em. Nè cái này cũng màu xanh xanh mà phom trơn nè, chị Sony chị có lấy được lấy ủng hộ em nhé. Mã 600 giùm em nữa mấy chị. Ngay đây có hai cái túi bên hông cho mấy chị. Lưng cao 2 nút nha. Rồi ai lấy comment giùm em nữa mấy chị. Mã 600 nha. Mã 600 giùm em có xe ớt màu đỏ nè. Rồi chị nào lấy được lấy nha. Mã 600 em có xe ớt màu đỏ giùm em. Mã 600 xe ớt chứ. Xe ớt với size xe ớt với size L hết size M. Xe ớt với size L hết size M giùm em ha. Nó cũng còn nhiều lắm từ lúc hết trơn á. Rồi mẫu này giùm em, chuẩn bị qua áo nha. Chuẩn bị qua áo, coi được áo thì lấy ủng hộ em. Rồi mã này giùm em, mã này phom trơn nè. Phom trơn màu xanh nhạt, phom trơn 749 nha, 749 giùm em. Còn xe ớt với size M nha. 749 còn xe ớt với size M. Thì nào lấy được lấy giùm em ha. 749 còn xe ớt với xe mờ giùm em. Lộn xộn như mấy chị ơi. Có ai lên đầu lót không? Lên đầu lót thì comment đi, em sẽ lên đầu lót cho mấy chị. 5 cái 60.000 ha. 749 giùm em. Ai đó comment giùm em 749 xe ớt với xe mờ ha. Có chị nào lên lót không mấy chị? Lên đầu lót không? Được quần lót không? Lên quần lót thì lên luôn cho. 5 cái có 60.000 ha. Em chiến 5 cái em bán cho mấy chị mà ơi nó luôn á. Rồi 740 nè. 740 em còn ngay ha. 740. Rồi phơm trơn giùm em ha. Rồi chị nào lấy được comment giùm em, lưng cao coi giãn hết cho mấy chị luôn.
Rồi chị nào lấy được comment giùm em 740 nha mấy chị, 740 giùm em ha. Có quần jean phối màu nhạt với đậm không? Không em ơi, bây giờ chị về chị lên, chị có nhiêu là chị lên bao nhiêu mẫu đó. 740 nha mấy chị, ai lấy comment giùm em 740 ha. Size S size M ha. SML chứ, 740 size SML giùm em. Rồi qua nha mấy chị ơi, khoe nha, ai coi được nó lấy giùm em. Nhớ xe bài giùm em nhé, làm sẵn cho mấy chị luôn. Từ luôn hộp me hết nha, tranh thủ ủng hộ em nhé. Rồi mã này em còn được cái nha. Trắng, ai lấy comment giùm em trắng 2 nha mấy chị. Trắng chữ ha, trắng chữ 2 giùm em. Rồi ngay qua lấy được lấy 35.000 luôn ha, bán tặng mấy chị đầu la luôn á. Rồi trắng chữ ha, ai lấy comment giùm em 35.000, chia sẻ ai cho em đó ha. Làm sẵn giùm em. Lộn xộn em còn bộ đồ này nè, trời em 65.000. Coi chị nào có lấy được lấy giùm em chứ ha. Chị nào có lấy được lấy giùm em ủng hộ em. Ủa cái này sao em dịch cho em. Rồi em còn bộ đồ này dạy dạng tiểu thư nè mấy chị. Em còn bộ xe 65 nè. Hay cô ai mua được ủng hộ em ha. Rồi mẫu này xanh giùm em luôn mấy chị ơi. Xanh 40-60kg mặc vừa, 60-61 được luôn mấy chị. Rồi xanh chị nào lấy được lấy giùm em. Cái này em bán tặng cho mấy chị nè mấy chị. Em bán tặng cho mấy chị ha. Xanh này là 65 luôn mấy chị. Xanh 65 nè. Rồi đi qua lấy được lấy giùm em ha. Chia sẻ like giùm em với mấy chị. Mỗi này giùm em 39.000 luôn ha. Co giãn giùm em. Vàng giùm em phơm gấp tớp nha mấy chị. Vàng 39.000 phối hình con chuột thiêu cho mấy chị ha. Rồi vàng 39.000, chị nào lấy được lấy giùm em ha. Từ từ em lên áo cho mấy chị thêm nha, từ từ lên áo thêm. Mấy chị muốn lên gì mấy chị comment đi mấy chị, từ từ lên. Hồi có lên bộ này kia đều bán tặng luôn ha. Rồi đen, có con chuột phía trước nó thiêu cho mấy chị luôn ha. Rồi đen, chị nào lấy được lấy giùm em ha. Rồi đen em bán tặng cho mấy chị luôn. 39.000 luôn ha, 39.000. Rồi lộn xộn ha. Ngay qua ai lấy được lấy giùm em, từ hôm nay cho mấy chị ơi. À, sữa rửa mặt em còn một chai ha, bán tặng 25.000 sữa rửa mặt gạo giùm em ha. Còn một chai 25.000 giùm em luôn. Còn như nào lấy nha. Chia sẻ hai giùm em với mấy chị. Rồi cái cam dây 39.000 ha, tay phòng cho mấy chị luôn. Rồi cam dây 39.000, khi nào lấy được lấy giùm em ha. Nó có lộn xộn áo với cái này kia nha. Ai coi được thì lấy giùm em. Rồi cái đen này, đen phối chữ vàng 35 luôn ha. Đen vàng 35 giùm em nữa chị ơi. Sữa rửa mặt coi có lấy thêm giùm em được gì lấy không, đơn trên 100.000 em đi đơn nha Nam Nguyễn thôi. Nam Nguyễn rồi có coi có lấy gì thêm giùm em lên đơn giùm em đi thêm nha. Rồi em còn sữa rửa mặt nghệ mặt ong hang trắng da ngăn ngừa mụn giùm em, chị mụn luôn nha. Rồi 45.000 luôn ha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em. Rồi em còn cái đen vàng nè mấy chị, phối màu vàng cho mấy chị nhìn cũng nổi ha. Rồi đen vàng em còn cái luôn mấy chị, chị nào lấy em để cho mấy chị với giá là 35 luôn ha. Đen vàng 35 giùm em. Còn những con nào lấy được lấy giùm em mấy chị, từ luôn hộp men nha, hết cái nào thì lấy giùm em. Rồi chia sẻ like giùm em nhé. Rồi này 45 luôn mấy chị, 45 giùm em ha. Hồng nón 45, chị nào thích cái nón thì mấy chị lấy ha. Đơn giản kiểu gì, có loại tay dài không nón luôn ha. Rồi hồng nón 45 giùm em, ngay qua được lấy giùm em ha. Nói xe bài giùm em. Có chị nào hồi hôm em lên áo hồi hôm mấy chị có coi không? Không có coi á thì giờ em lên lại cho mấy chị áo hồi hôm luôn. Áo hôm em sale hết luôn mà rẻ ghê luôn á. Rồi mẫu này đỏ nón giùm em 45 luôn mấy chị ơi, đỏ nón 45 luôn ha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha. Chia sẻ like giùm em mấy chị. Rồi đỏ nón 45. Có chị nào hồi hôm coi cái hồi hôm không? Hồi hôm có coi không? Có coi thì em lên mấy chị luôn ha. Lộn xộn giùm em. Còn mấy áo nam nè, áo nam đang sale nè. Rồi áo nam giùm em, áo nam 50.000 ha. Cái này là size 2X, để em coi mà bao nhiêu ký vừa. Cái này khoảng 60kg, 58kg vừa men với chị, 58kg vừa men ha. Sọc xám giùm em, sọc xám 58kg đồ loại mặc vừa, 50.000. Áo thun, áo sơ mi ha, nam nữ mặc được giùm em. Rồi sọc xám giùm em, hay nghe cô nào lấy nha. Lên lộn xộn cho mấy chị, chia sẻ like giùm em với mấy chị. Từ lưu học nghe nha, ai thích cái nào thì lấy giùm em. Lên lộn xộn cho mấy chị nào coi được lấy giùm em ha. Một chai rửa mặt nghệ, rồi chai rửa mặt nghệ cho chế ha. Rồi sữa rửa mặt em hết nha mấy chị ơi. Dầu nóng vẫn còn nha, 45.000 một chai nha. Dầu nóng vẫn còn. Sữa tự tắm ngọt dịu nhẹ thơm mùi sữa sữa giống như sữa tắm của em bé nha mấy chị. 60.000, 60.000 giùm em. Còn cái này là ủ tóc collagen 50.000 một gói ha. Xài như một dầu xả luôn mà nó rất là thơm luôn. Nó thơm mà nó mềm tóc giùm em ha. Nó giảm tình trạng gãy rụng khô sơ tóc với là tóc bị gào á. Em thấy mấy chị kia nói là tóc chị gào hay gì á, gọi cái này xong là hết gào á. Đầu em không có gào nên em không biết, nên chị nào mà có gào thì mấy chị cũng dùng thử nha. 50.000 500ml xài rất là êm luôn ha. Ủ tóc giùm em. Rồi chế sữa rửa mặt nghệ 45.000 giùm em ha. Rồi em hết nha mấy chị ơi. Rồi em hết sữa rửa mặt luôn nha, chỉ còn sữa tắm thôi.
sữa tắm. Nè, nè có ai lấy thêm không, từ xa em về. Nè này là chỉ 45.000 một gói ha. Một hộp 20 gói, một gói này xài khoảng 2 đến 3 lần giùm em ha. 2 đến 3 lần giùm em. Xài êm lắm, căng bóng da mặt, trắng da giùm em luôn. Rồi bây giờ lên ha, lên cho mấy chị nha. Lên từ từ nha. Có áo có này kia luôn nha mấy chị ơi. Rồi mẫu này giùm em, cái này giùm em có hai cái túi phía trước luôn ha. Tay dài giùm em luôn nè. Rồi chị nào lấy xanh giùm em ha. Xanh lá, ai lấy comment giùm em xanh lá bán tặng mấy chị 69.000 luôn nha. Lụa tay dài 40 đến 60 kg mặc vừa em nè. Rồi xanh lá ha, màu đẹp không ạ? À? Rồi xanh lá bán tặng mấy chị 40.000 luôn mấy chị. Chị nào lấy được lấy giùm em đi mấy chị. Xanh lá 40.000 giùm em, lộn xộn cho mấy chị ha. Xanh lá 40.000, hay qua lấy được lấy giùm em đi mấy chị. Cái giá này giá bán rẻ, từ từ lên áo thêm nha. Có áo có này kia luôn. Bán tặng hầu như bán tặng nhiều hơn đó mấy chị. Rồi em còn cái hồng này luôn ha. Hồng này tay cánh dơi nè mấy chị, ai thích tay cánh dơi thì lấy ha. 69.000 cái ha mấy chị, bán dễ gờ luôn ha. Rồi hồng giùm em ha, chia sẻ ra giùm em đó. Hồng xanh chín giùm em. Cái này khoảng 60kg độ loại vừa, cao gáo là được 61, 62 ha. Tay cánh dơi giùm em, rồi chị nào lấy được comment giùm em hồng với mấy chị. Hồng xanh chín nha, hồng cánh dơi đi. Hồng cánh dơi đi, đến thân hỏi em lộn với mấy kia mấy chị. 69.000 một cái ha, chị nào thích tay dài thì mấy chị lấy ha. Rồi mẫu này xanh tím giùm em luôn. Xanh tím cũng tay dài luôn ha. Rồi bán tặng 69.000 hết. Hàng này thiết kế của Kiwi ha. Rồi xanh tím giùm em nè. Chị nào lấy được lấy giùm em ha. Tay dài bán tặng 69 luôn nha mấy chị ơi. 69 hết. Đó, chị nào coi được lấy 40 đến 60 61 kg mặc được giùm em ha mấy chị ơi. Rồi nè ngân giùm chị ha. Rồi nè ai lấy được lấy giùm em nữa mấy chị. Chia sẻ like giùm em với không. Động sợ cho mấy chị. Nè 45 ha. Rồi xanh tím nè, ai lấy comment giùm em xanh tím. Xanh 9.000 luôn ha. Rồi 100% bán tặng mấy chị luôn ha. Có ai lên hội cảm hay lên đi nha. Rồi em qua lấy được lấy giùm em. Chia sẻ like giùm em với. Chia sẻ like chấm bài giùm em. Lên ít bộ nha. Em lên ít bộ em qua áo cho mấy chị. Áo hôm em sẽ sale lại cho mấy chị. Rồi em sẽ qua thêm một áo nữa. Số áo nha. Rồi mẫu này giùm em. Ai lấy comment giùm em trắng bâu hồng nữa mấy chị. Trắng hồng giùm em cũng được ha. Cái bông hồng cho mấy chị nè. Dễ thương quá. Cái tay giùm em luôn ha. 69.000 cái nha. Bán siêu rẻ đó. Mùa này lạnh đó. Mấy chị mua về để mặc ha. Mùa mưa tới đó. Mua về mặc ha. Rồi trắng bông hồng. Ai lấy comment giùm em trắng hồng. 40 đến 60, 61kg mặc được giùm em ha. Viền cho mấy chị. Rồi bán tặng mấy chị 69.000 luôn ha. Lụa lợi nhất bán tặng 69.000 luôn á. Nhìn hôm rẻ quá trời luôn. Rồi trắng bông hồng giùm em. Xanh chín luôn mấy chị, trắng bâu hồng xanh chín nha. Từ từ em lên thêm như mấy chị ơi. Có ai lấy đồ lót không? Có ai lên quần lót em lên cho mấy chị luôn. Quần lót em bán 5 cái mà có 60.000 thôi. Tính ra một cái có 12.000 hay gì ạ? 12.000 mà êm lắm, thay vì 12.000 mấy chị mua không có được cái loại này đâu. Rồi mẫu này giùm em ha, trắng bâu xanh giùm em mấy chị. Trắng bâu xanh cho mấy chị ha. Dạng phối hoa đẹp nè. Nó hoa này dễ thương lắm luôn á. Trắng bâu xanh giùm em. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha. 40 đến khoảng 60, 61, 62 kg mặc được luôn nè mấy chị. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha. Trắng bông xanh giùm em. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha. Xe bài giùm em bán tặng cho mấy chị 50 ủa 69 nha, 69 giùm em ha. Rồi qua đi mấy chị ơi, quán này một ít ha. Xe bài giùm em lên mớ áo luôn nha. Mớ áo này hôm em có like một lần rồi nè. Nhưng mà em không biết chị nào chưa coi không biết nữa. Mà em like đoạn sợ luôn nha. Em lên áo này rồi một hồi em còn like thêm nữa nha. Tại vì cái này nghèo lắm nên em sẽ like cho mấy chị nha. Gọi chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like cho em nhé ha. Ổn sợn giùm em. Em còn hai cái áo này 35.000 nè. Có ai lấy được lấy giùm em ha. Rồi vàng 35 giùm em. Phơm hơi gấp tớp rộng nha. Rồi ai lấy comment giùm em vàng 35 ha. Vàng 35. Vàng dài 35 luôn mấy chị ơi. Phơm dài giùm em ha. Rồi vàng dài phơm giống quần á 35 luôn. Ai lấy được comment giùm em vàng 35, vàng dài 35, làm sợ cho mấy chị hết nha. Rồi chị nào lấy được lấy. Rồi lên áo nè. Cái áo này hồi hôm có like một lần rồi nè. Nhưng mà hôm like lúc nửa đêm nửa hôm á, không biết có một số chị coi không. Em lên lại cho mấy chị xong này. Em qua áo 19.000 cho mấy chị nha. Xong này qua áo 19.000. Mấy chị nhớ xe bài giùm em nha. Nhớ xe bài giùm em nhé. Cái này em bán tặng chị nào coi mua đủ hộ em nhé. Bán rẻ gợi hả. Thiệt bao rẻ luôn á. Cái này mà không rẻ nó không lấy tiền luôn á mấy chị. Rồi lên áo này ha. Áo này là áo ba lỗ giùm em 35 luôn mấy chị ơi. Vàng 35 giùm em ha. Thiết kế ba lỗ cho mấy chị. Phơm gấp tớp phơm ôm nha. Rồi vàng ba lỗ 35. Ai lấy comment giùm em vàng 35, tím 35 luôn ha. Phơm ba lỗ cho mấy chị mặc ôm dáng.
phông gấp tốt, chị nào thích gấp tốt thì mấy chị lấy ha. Rồi bán tặng 35.000 hết luôn. Rồi qua áo ha, từ từ lên thêm nha. Còn 10 cái mấy chị đợi em coi được cái nào lấy ha. Rồi mẫu này giùm em, vàng 35 Ngân Nguyễn ha. Ủa em lấy cái vàng nào, vàng ba lỗ hay là cái vàng chị mới đưa lên? Nó có hai cái vàng lận, vàng ba lỗ hay là cái vàng kia Ngân ơi, comment lại giùm chị á, để em thôi chị lấy nhầm cho em á. Rồi mẫu này hồng nơ giùm em, 55kg độ loại mặt vừa ha. Đó, mặc được hai kiểu, kiểu nơ ra ngoài trước cũng được, hoặc cái kiểu này ra ngoài trước cũng được, tay phòng vải đẹp giùm em ha. Rồi 50.000 luôn mấy chị ơi, ai lấy comment giùm em hồng hoa ha, hồng nơ 50.000 giùm em. Em lên nhanh nha, em lên nhanh, đặng em còn lên thêm cho mấy chị nữa, một hồi còn theo bộ nữa, theo bộ giá rẻ luôn nha. Rồi chia sẻ like giùm em lấy cái vàng 35.000 Ngân ơi, comment lại giùm chị em thôi, để chị qua là chị hết cái đường lấy luôn á. Rồi ai lấy comment giùm em. Rồi áo này 59.000, phông gấp tốt nha, sơ mi phông gấp tốt giùm em, sơ mi tay dài phông gấp tốt, 55kg độ loại mặc vừa, 59.000 luôn ha. Vàng ai lấy comment giùm em vàng 59 luôn mấy chị ơi, vàng 59 giùm em luôn ha, vàng 59 lộn xộn cho mấy chị ha. Ngon em lấy cái vàng nào Ngân ơi, vàng 35.000 nha Ngân, nó có hai loại, ba lỗ với áo thun, em lấy loại nào comment lại giùm chị để chị in bill ha, không thôi là que luôn á. Rồi mẫu này trắng Barbidon 60.000 giùm em, 60kg độ loại mặc vừa ha, trắng Barbidon 60.000, chị nào lấy được lấy giùm em ha. Rồi bán tặng hết đáp luôn rồi đó, bán tặng hết đáp luôn rồi đó. Rồi trắng giùm em, ai đó comment giùm em trắng 60 ha, nhớ lấy thì em theo giá giùm em ha. Rồi một cái áo sơ mi cho mấy chị tay ngắn 58-60kg độ loại vừa, bên hông này có thêu giùm em ha, vàng có tay ngắn rồi ok em ha, vàng tay ngắn ở khung giùm chị. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em nha mấy chị ơi, xe bài giùm em ha, em còn cái vàng dài cho mấy chị, em còn cái vàng dài rồi, có chị nào lấy ủng hộ em luôn ha. Rồi vàng tay ngắn giùm chị nè, rồi em đó, chị nào coi được ủng hộ em ha, xe bài giùm em với mấy chị. Rồi em còn cái áo sơ mi ha, sơ mi màu xanh 58-60kg vừa, bên hông này có chữ thiêu luôn ha, chị nào thích áo sơ mi thì lấy. Rồi ai lấy comment giùm em ha, sơ mi xanh 50, sơ mi xanh 50 giùm em luôn. Rồi nghe vô chị nào thì lấy nha, tranh thủ quẹo lụa nha mấy chị ơi, bán này ghẻ quá trời luôn á. Rồi ai lấy được comment giùm em. Rồi em còn cái này 55 luôn mấy chị ơi, một cái cam nhúng nha, mặt ôm dáng giùm em tay phòng ha, 58-60kg độ loại mặt vừa em, cam nhúng 55, ai lấy comment giùm em cam nhúng 55 luôn ha, làm sẵn cho mấy chị, từ từ em lên thêm nha, cam nhúng 55 giùm em. Rồi như vui chị nào lấy ha, cam nhúng 55 cho mấy chị, còn lên thêm nữa nha mấy chị ơi, đợi từ từ nha. Rồi sơ mi vàng nè, sơ mi vàng 55 luôn mấy chị, bữa nào mấy chị muốn bình thường thì mấy chị xả cái dây này xuống, giống như một cái áo sơ mi bình thường, bữa nào mình mặc kiểu thì mình kéo lên một buộc dây giùm em ha. Sơ mi vàng 55 luôn mấy chị đó, form này 58-60 ha, sơ mi này giống như sơ mi truyền thống như mấy chị. Rồi sơ mi vàng 55 giùm em, rồi chị nào lấy được lấy nha, nhớ xe bài cho em nha mấy chị ơi, trời ơi mấy ngủ luôn rồi đó, không xe nữa thôi là giận luôn á. Rồi sơ mi vàng 55, rồi mẫu này vàng nút ha, vàng nút 55, 58kg vùi mấy em ha, phía sau có bo eo ha. Rồi bo cho mấy chị nè, phía dưới này mấy em ha. Rồi vàng đi mấy chị, sắm này lên áo khung tiếp nha, sắm này lên áo khung, đồ bộ cũng lộn xộn á. Rồi xanh, ủa vàng nút ha, vàng nút 55 giùm em luôn mấy chị, vàng nút 55 giùm em. Rồi cái vàng này ha, xanh này, xanh đậu 55.000 luôn ha, một cái xanh đậu giống như một cái áo sơ mi cho mấy chị nè, đó thiêu hết giùm em, tay phòng phòng giùm em ha. Xanh hoa giùm em, 58-60kg đồ loại mặc vừa, 55.000 luôn, hoa thiêu hết nha. Chị nào mà coi không kịp comment lại nha mấy chị ơi, có lên, thấy cũng lên hơi nhanh á, nhưng mà coi không kịp comment lại, để em lên chậm hồi mấy chị ngủ gục luôn. Nên lên hơi nhanh nhanh nha, rồi lên áo thun tiếp nữa nha, rồi lên áo thun đồ bộ đủ thứ hết trơn á. Rồi mẫu này vàng hoa giùm em luôn mấy chị, dạng phối hoa hoa cho mấy chị kiểu gì ha, tay lỡ giùm em. 58-60 vừa giùm em luôn mấy chị ơi, ai đó comment giùm em vàng hoa ha, vàng hoa 55.000, 58-60 chín vừa em, coi được cái nào ủng hộ em đó nha. Em còn cái nu nè mấy chị, nu hoa 50.000 giùm em ha, nu hoa 50.000 cho mấy chị luôn nè, đó tay ôm dáng giùm em ha, có hoa 58-60kg độ loại vừa em, rồi bán tặng 50.000 luôn ha, nu hoa 50 luôn mấy chị, ai lấy được lấy giùm em ha. Đó hàng mấy chị nhận về cái vải, mấy chị nói cái hàng này là mấy chị mua sao rẻ gì luôn á, cái vải đẹp lắm, cái vải khỏi bàn cãi luôn, vải đẹp tuyệt sò giùm em. Em còn cái nu nè, nu sơ mi nu ha, 59.000 giùm em đó, tay dài sơ mi tay dài phông gấp tốt ha. Rồi sơ mi nu 59 luôn, sơ mi nu 59, nhớ thầm em theo giá nè, để em biết loại nào nha mấy chị ơi, còn không thầm em theo giá hết đi đường mò luôn, không biết đường mò cho mấy chị luôn á. Rồi cam đào nè, ai đó comment giùm em cam đào ha, bo giùm em đó phòng phòng, 55kg vừa em, 55.000 luôn, cam đào 55.000, cam đào 55.000, 55kg nha.
Đó em đọc rõ số ký luôn mấy chị ơi. Nhớ chiều cao lớn hơn cân nặng giùm em ha, đừng để chiều cao lớn hơn cân nặng nha. Rồi mẫu này bơ giùm em ha. Bơ ai lấy comment giùm em bơ 55 kg đồ loại vừa 55.000 luôn. Bơ cho mấy chị bán lộn xộn nha. Cái này là bán lộn xộn cho mấy chị đó. Rồi em qua nào lấy ha. Beo em còn cái luôn nè mấy chị ơi. Beo này là beo vàng ha. Beo vàng 60 giùm em mấy chị. Beo vàng 60 giùm em ha. Đó beo cho mấy chị 58 kg đồ loại vừa, 58 cao giáo lên được 60 luôn ha. Rồi beo giùm em, beo thì mặt sang nha. Rồi beo bán tặng mấy chị 58-60 kg đồ loại vừa ha. Rồi bán tặng 50 luôn á, 55, ủa 60 giùm em. Em còn cái hồng, cái trắng nè. Trắng nhúng nha, trắng nhúng em còn cái. Rồi 58 kg vừa em bán tặng cho mấy chị 55.000 luôn ha. Coi giảng nhiều lắm, một là mặt mệt vai, hai mặt kiểu gì cũng được luôn ha. Rồi trắng giùm em nữa chưa, ai đó thầm em giùm trắng nhúng. Bán tặng mấy chị 55.000 ha, 55.000 giùm em ha. Áo khoác dài hay lửng, dài chị Trần Nhiên ơi. Áo khoác dài chị ơi, hết áo khoác lửng ha. Rồi mẫu này họ sọc hồng tay ngắn đi mấy chị, sọc hồng tay ngắn giùm em 58 kg đồ loại mặt vừa 55.000 luôn ha. Rồi sọc hồng tay ngắn giùm em 58 kg đồ loại vừa 55.000, nhớ comment mã với giá nha mấy chị ơi, không thôi là không có đường đâu nha, không thôi là không có đường luôn. Rồi chia sẻ hai giùm em ha, chia sẻ hai chấm hai giùm em coi còn gì em lên được cho mấy chị em lên ha, lên mới này mới kia nha. Rồi em còn một cái vàng nhúng nha mấy chị, vàng nhúng giùm em ha, còn cái. Rồi chị nào lấy em để mấy chị với giá là 55.000 nữa ha, 58-60 kg buồn em luôn. Vàng nhúng giùm em, xe bài giùm em ha. Giờ nhớ gì cho mấy chị tăng lên tay dài ha, tay dài tay ngắn này kia ha. Cái nhiêu vậy, 119 đủ thứ hết trơn chị ơi, đủ thứ giùm em ha, thích cái nào thì lấy ha. Cái này là 119 giùm em nè, sọc giùm em ha, 60-62 kg rồi lại mặc vừa men nè. Túi giùm em, túi này ha, bên trong có túi trong đầy đủ giùm em. Sọc khen lấy được comment giùm em sọc đi chị, sọc 119 giùm em ha. Sọc 119. Rồi mấy mẫu này giùm em. Cái này là 45 đến khoảng 65 kg mặc được giùm em. Túi có khóa kéo bên trong, túi trong gọng gãi giùm em ha. Hàng đẹp lắm. Hồng kiểu giùm em nè, hồng kiểu cái này mặc mát lắm luôn nha, mặc cực kỳ êm luôn. Rồi xám sọc giùm em ha. Xám có sọc cho mấy chị gì ha. Đó, cái này mặc là mấy chị về mấy chị mặc cực kỳ ưng luôn, nó ôm người giùm em ha, mà nó mềm đó. Nó rất là bảnh luôn, xanh tây ha, xanh tây giùm em luôn. Rồi bán tặng 119.000 luôn ha. Chị nào coi lấy được lấy giùm em ha, xanh tây 119.000. Khóa kim em còn cái này, còn mẫu này ha. Khóa kim chữ giùm em nè. Rồi ấy thầm em giùm em ghim chữ ha. 155.000, ghim chữ 155.000. Rồi cái này ghim mà loại dệt bây giờ mấy chị, mẫu này mẫu mới ra luôn á. Cái này là 175 giùm em ha. Ai đó comment giùm em ghim kiểu cho mấy chị, ghim kiểu giùm em. Rồi dệt nha, nhìn không? Hàng rất là sang, mặt rất là mát luôn. Rồi ai lấy được lấy giùm em ha. Xe bài cho em với mấy chị. Xe bài giùm em ha. Lên lộn xộn cái này cái kia cho mấy chị ha. Thích cái nào thì lấy cái đó ra. Bây giờ lên lộn xộn hết. Rồi em còn cái hồng, một cái hoa tím thì ai lấy comment giùm em hoa tím nha. Trắng hoa tím giùm em, trắng tím giùm em, hoa trắng hoa tím đi ha. Trắng hoa tím giùm em 40-60-61 kg mặc được giùm em nữa chị. Rồi bán tặng cho mấy chị cái này với giá là chỉ 69.000 thôi nha. Tay dài bán tặng 69.000 luôn. Rẻ thiệt rẻ luôn á. Cái này rẻ quá trời luôn. Coi áo khoác còn nhiêu đó lấy được lấy giùm em ha. Rồi mẫu này xanh mặt cười luôn nè mấy chị. Đó xanh mặt cười nha. Ai thích cái nào lấy giùm em ha. Xanh mặt cười cho mấy chị. Chia sẻ like cho em nha. Chia sẻ like. Chia sẻ hai giùm em 40-58 giùm em xanh mặt cười. Xanh này là xanh đen ha, xanh xanh đen mặt cười á. Lên quần ghim chưa chị? Lên rồi chị ơi, lên rồi, lên hai chặt luôn rồi đó, lên hai chặt luôn rồi đó. Rồi xanh nha, ai đấy thầm em giùm em xanh mặt cười đi mấy chị, xanh mặt cười giùm em ha. Rồi mẫu này hồng giùm em đi mấy chị, hồng kiểu ha, hồng kiểu xanh. Ai lấy được comment giùm em hồng kiểu xanh giùm em nữa chị. Năm xanh 9.000 ha. Hồng kiểu xanh 9.000. Có size to, cái này size to nè bà. Cái này khoảng 60-61 kg mặc được các bà ơi. Rồi ai lấy được comment giùm em ha. Tôi có đọc size á. Rồi 58-60 giùm em ha. Hồng kiểu xanh giùm em. Ai lấy được thấy giùm em nữa chị. Có size to, đọc size to. Rồi mẫu này giùm em. Cái này tôi đọc 60-61 là khoảng 62 mặc vừa. Nhưng mà phải cao cao. Rồi ai lấy được comment giùm em. Xanh 9.000 bộ luôn mấy chị, xanh 9.000 bộ luôn ha. Rồi yêu ai lấy được lấy giùm em. Lộn xộn nha, thích cái nào thì lấy cái đó nha. Bây giờ lên lộn xộn hết, lên lộn xộn, lên trượt lương hết. Chị nào thích thì lấy giùm em. Chia sẻ là 65 kg không có bà ơi. 65 kg là phải cao á. Cao 1m65 này kia thì còn có cơ hội, còn nếu mà hết là không có thì kia ha.
Rồi áo được lấy giùm em với chị, làm xộm giùm em ha. Rồi em còn cái gắm nè mấy chị ơi, gắm màu quần lửng nha, 80.000 giùm em luôn. Lên lộn xộm áo rồi bộ đủ thứ hết trơn ha. Rồi em còn cái gắm nè, chị nào lấy được comment giùm em gắm ha. Gắm lửng giùm em, gắm lửng 80.000, 60 kg đồ loại mặc vừa nha. Rồi gắm lửng tất cả quần đều có túi nha mấy chị. Rồi gắm lửng 80.000, 60 kg. Rồi theo comment đang bị phân vân thôi. Rồi em còn có, em còn cái tím nha, tím giùm em nè. Rồi tím giùm em ha. Rồi nghe gu chị nào lấy được lấy giùm em ha. Tím giùm em nè. Đó, tím hình cô gái cho mấy chị. Pyjama phơm lửng nha. Cái này bán rẻ có 75.000 bộ ha. 40 đến 60 61 kg mặc vừa em ha. Rồi tím ai đó comment giùm em tím nha. Tím bán tặng mấy chị. Tím em bán tặng cho mấy chị 75.000 luôn ha. Đó, chị nào coi được ngay cái gu của mình thì lấy nha. Rồi tím giùm em 75.000 lộn xộn hết mấy chị. Rồi em còn cái xanh đen luôn ha. Xanh đen, xanh đen cargo, xanh cargo giùm em ha. Xanh cargo cho mấy chị luôn nè. Rồi đi qua lấy ha. Rồi xanh đen cargo, ai lấy comment giùm em. Xanh đen cargo, em lên không kịp không mấy chị coi không gọi mấy chị comment lại ha. 40 đến 60 kg mặc vừa men. Rồi chị nào lấy được comment giùm em xanh đen cargo ha. Bán tặng cho mấy chị luôn. 65 75.000 ha. 75 giùm em. Từ từ hồi em có lên hàng tặng luôn nha. Hồi em có lên hàng tặng chị nào coi được lấy giùm em ha. Chia sẻ like giùm em. Áo khoác 170 57 kg là bao vừa luôn á. Chua chị không biết nữa, chị chua cộng luôn á. Ấy ơi, chị chua cộng luôn á. Khoảng 175.000 đẹp lắm luôn á chị Thái ơi. Cái mẫu này mẫu mới ra luôn á. Mẫu này mẫu mới ra nè, bởi vì chị nhìn thấy không? Ít có người bán mẫu này bây giờ đang hot nè, nhìn thấy không? Nó này là kêu bằng ghim dệt á, ghim dệt. Có lên bộ tay dài, mới lên mấy bộ hả bà ơi, mới lên mấy bộ cũng được khoảng mười mấy á, mười mấy ha. Nè nhìn thấy không? Khoét dệt giùm em, đẹp lắm luôn á. Cái này mới ra luôn á. Lấy thử một cái về mặt đi mày. Nhẹ nha, ghim này nhẹ mà cái kiểu nó rất là thích luôn. 175 giùm em thôi. Bao êm cho mấy chị luôn á. Chị lấy khoác 175, chị lấy về là cái này là chị ưng liền hả. Rồi ok chị luôn ha. Khoác 175 nè. Mẫu mới á, chị lấy thử mấy chị mặc đi mấy chị biết liền hả. Rất là êm luôn ha. Có ghim cho chị giùm em 175 luôn ha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em mấy chị. Xe bài giùm em ha. Gọi này 58 kg vùm em 50.000 luôn ha. Sọc xám, sọc xám 50 luôn mấy chị ơi. Bán tặng hết. Sọc xám 50 giùm em nè. Rồi nghe vui chị nào lấy ha. Lên ít đồ bộ tay dài ha. Nếu ấy thì đợi xíu đi, tôi lên áo xong rồi tôi lên lại cho nha. Tôi lên áo xong rồi tôi lên lại cho lụa tay dài đi. Bảnh quá trời luôn á. Có 69.000 ha. Lụa mặc êm. Rồi mẫu này giùm em ha. Nuner giùm em 58-60kg vùm em ha. Bán tặng cho mấy chị 55.000. Nuner 55.000. Nhớ comment mã với giá giùm em ha. Không thôi là không biết vừa luôn. Nuner 55.000 giùm em. Rồi nghe vui chị nào lấy giùm em ha. Ủng hộ em, xe bài cho em nha. Xe bài giùm em Nuner 155.000 giùm em. Ủa 55.000 cho mấy chị chứ. Rồi xanh nơ giùm em luôn ha. Xanh nơ cho mấy chị 55.000 ha. Đó, ai lấy được comment. Vải đẹp xịn sò luôn á. Trời em đang hy vọng về nguồn ghiên đồ nè. Giáo không mà chưa về được luôn. Nó đậu hết biết luôn. Rồi xanh nơ giùm em ha. Chị nào lấy được comment giùm em xanh nơ. Xanh nơ giùm em. Sơ mi hồng 55 luôn mấy chị ơi. Thích để dây kéo lên làm kiểu thì để, còn không thích thì kéo xuống giùm em ha. Rồi sơ mi hồng giùm em ha. Ai lấy được comment giùm em sơ mi hồng 55.000 luôn, 55.000. Để thôi để em lên áo xong đi ha. Em lên hết cái gỗ áo này đi. Còn có khoảng 5-7 cái gì nữa ha. Em lên hết rồi xong sau đó em sẽ qua bộ cho mấy chị luôn ha. Lên hết thì xong qua bộ cho mấy chị luôn, cho mấy chị dễ lựa ha. Để sọc tới sọc lui cũng hơi khó. Rồi mẫu này giùm em nữa chị. Sọc xanh đậu giùm em ha. Đợi lựa hai bầu bụng, đợi lựa hai bầu, hai bầu gần tới mà cũng quan chen ghê đó. Rồi ai thấy được comment giùm em sạch xanh đậu đi, xanh đậu đợi xíu đi, lên đợi lên hết cái này khoảng chục cái nữa qua cái đó một chặt luôn cho nó quen luôn ha. Sạch xanh đậu 50 luôn mấy chị, sạch xanh đậu 50 ha. Rồi mẫu này giùm em đỏ viền đi mấy chị ơi, đỏ viền giùm em 58-60 kg đồ loại vừa ha. 55.000 luôn. Đỏ tay nó có viền viền, chị nào con kịp comment lại nha. Đỏ viền 55, đỏ viền 55 giùm em. Từ lên cho mấy chị ha. Lòng sẵn có cái này cái kia luôn á. Rồi mẫu này giùm em vàng nút ha, vàng nút phơm giùm em, phơm ôm 55 kg rồi em như mấy chị, nút gỡ ra gỡ vô được ha. Rồi bán tặng 55.000, vải đẹp nha mấy chị. Rồi vàng nút giùm em nè, chị nào lấy được lấy giùm em. Vàng nút 55-56 kg rồi, 55.000 luôn. Vàng nút 55.000 cho mấy chị. Từ luôn hết trơn á. Rồi mẫu này vàng nút kiểu ha. Nè cái vải này cực đẹp luôn, cái vải này nó không lấy lủng thiệt luôn á. 55-56 vải nút ruột hà bảnh lắm luôn á, tay phòng phòng ôm nhán gì nè. Rồi vàng nút kiểu giùm em ha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em.
trên ngực này là nó có nhúng nhúng cho mấy chị kiểu gì đâu. Rồi vàng mất kiểu giùm em, vải mất ruột hà. Cái này hồi shop bán 145 lần á. Rồi ấy là comment giùm em vàng mất kiểu ha. Trang 55 luôn, 55 bán tặng hết nè. Rồi coi được nào lấy giùm em. Rồi mẫu này trắng nút giùm em luôn mấy chị, trắng nút giùm em gài nút được ha. 55 giùm em, trắng nút giùm em gài nút được. Đó, là coi lấy được lấy nha. Tấm này qua tay dài chặt luôn nha. Tay dài sale có 569 thôi, rẻ luôn á mấy chị, mua bên ngoài không có được đâu mấy chị. Rồi em còn cái này luôn ha. À, trắng nút kiểu thôi mấy chị, trắng nút kiểu giùm em ha. 55.000, 56, 57 kiếm mặc vừa em, trắng nút kiểu. Đó, ngay luôn chứ nào lấy giùm em lấy ha. Bán trên like nha mấy chị ơi, bán trên like nha, bán trên like, bán tặng trên like thôi nha. Đắp like cái bực rồi là rồi, coi như không còn gì hết. Rồi mẫu này xanh giùm em ha. Em còn cái xanh nút luôn nè mấy chị, xanh nút giùm em. 55, 56 kiếm vừa em ha, bán tặng cho mấy chị. 60... 55.000. Trời muốn về quê quá rồi, trời muốn về quê lắm luôn á. Nè, sợ dịch về không được. Đây về cái người ta bắt cách ly nhà này kia nữa tùm lum hết trơn. Cái muốn về quá, tự nhiên giờ mưa là muốn về à. Rồi mẫu này giùm em đứa chị ơi, đỏ ha. Đỏ 55 giùm em, 59 nha. Đỏ 59 giùm em. Áo hường giùm em ha. Vàng nút kiểu 55 Ngân Nguyễn giùm chị. Vàng nút kiểu 55 giùm chị ha. Rồi ok Ngân Nguyễn giùm chị. Lấy nhớ comment mã với giá giùm chị luôn ha. Rồi đỏ nha mấy chị, đỏ 59 giùm em ha, đỏ 59 giùm em. Sơ mi đỏ 55 luôn ha, sơ mi đỏ 55 giùm em. Form này truyền thống có dây kéo bên không, thích kéo ngắn thì kéo, không thích thì xả ra giùm em vẫn được, không sao. Rồi ấy được comment giùm em, nó không ảnh hưởng tới cái form đồ nha, không ảnh hưởng tới form đồ giùm em. Rồi ấy được comment giùm em mấy chị, bán tặng mấy chị thôi, chuẩn bị qua nha. Còn mấy cái nữa qua luôn, còn mấy cái nữa qua luôn. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha, chia sẻ like giùm em mấy chị. Sọc hồng dài đi mấy chị, sọc hồng dài 50 giùm em ha, 58 kg vùi em tay phòng phòng ha. Rồi sọc hồng dài cho mấy chị nào thích cái kiểu đó thì lấy nha, thích kiểu nào thì lấy kiểu đó giùm em. Bây giờ em lên lộn xộn em lên bất chấp luôn ha. Sơ trắng viền ha, trắng tay viền cho mấy chị nè. Rồi cái nào lấy được lấy giùm em ha, trắng tay viền em bán tặng cho mấy chị luôn ha. 55 trắng tay viền, 55 này là bán rẻ luôn đó mấy chị. Trắng tay viền 55. Rồi trắng nút kiểu luôn ha, trắng nút kiểu giùm em. Thôi trắng nút nhúng thì mấy chị, phía dưới này nhúng nhúng nè, trắng nút nhúng giùm em ha. Rồi 55 giùm em, vải đẹp nha. 55 kg đầu lại luôn, nhớ nghe rõ cái số ký, cái giá em đặt nha mấy chị ơi. Rồi sơ mi vàng 55 luôn ha. Thôi ủa vàng viền, vàng viền 55 giùm em luôn đi. Rồi vàng viền ha, cái tay nó có viền viền, sơ mi giùm em nhưng mà cái tay nó có viền viền cho mấy chị ha. Rồi sơ mi vàng giùm em 55. Ai lấy comment giùm em sơ mi vàng 55. Xanh nút kiểu, trời ơi đẹp giả mang luôn. Cái vải hả, cầm về là ưng cái bụng liền luôn á. Xanh nút kiểu giùm em ha, xanh này là xanh đậu giùm em. Xanh xanh nút kiểu, ai lấy comment giùm em xanh nút kiểu 55 luôn mấy chị, 55 giùm em. Vải đẹp, chất ngất luôn á, thiệt vải này sang lắm luôn á. Rồi ai lấy comment giùm em. Mẫu này là một cái xanh nha mấy chị, xanh biển nút ha. Xanh biển nút giùm em, có cái xanh biển nút luôn á. Nè đó, ôm dáng kiểu gì ha. Rồi xanh biển nút em còn cái luôn mấy chị ơi, 55 luôn ha. Xanh biển nút 55 giùm em, lộn xộn nha mấy chị ơi. Hay qua đấy được lấy giùm em mấy chị. Rồi sọc xanh luôn, sọc xanh giùm em luôn ha. Rồi chị nào lấy được comment giùm em, sọc xanh em còn cái luôn ha. Rồi 50 luôn mấy chị, sọc xanh 50 giùm em ha. Nhớ xe bài giùm em nha, cái này em đang bán tặng mấy chị. Sọc xanh 50 giùm em, còn cái này luôn. Cái này là một cái hồng ha, hồng hoa giùm em. 50kg độ loại mặt vừa, 50.000 giùm em. Đẹp lắm, cái này von giùm em. Von mà xịn lắm, nói chung là von xịn mặt mát lắm luôn á. Rồi vàng hoa giùm em, trắng hoa 50kg độ loại mặt vừa 50.000 luôn. Cái này là đang bán tặng nha mấy chị ơi. Bình thường bán toàn là 75.000 không á. Nên nữa mà bán quay về với giá cũ 75.000 thì cũng cảm thấy bình thường nha. Không có bị sốc nha, không có bị sốc nha. Bình thường là bán giá đó. Rồi trắng hai nút giùm em. Phía sau nó có bo nhún nên mấy chị mặc là sẽ ôm cái nút lại nha. Rồi trắng hai nút giùm em nè. Đó, ai lấy được lấy nha. Rồi bán tặng cho mấy chị 55 luôn á, bán tặng luôn á. Rồi que giùm em ha. Que cái này cho mấy chị xong lên bộ nè, xong lên bộ dài cho mấy chị đi ạ. Rồi chị nào coi được lấy giùm em, xong lên bộ dài ha. Hết lên bộ dài này rồi thì qua một cái này mới á. Nè, bộ dài là mấy chị nghe kỹ nha. Em lên rồi em sẽ xong lên lại được. Nghĩ rồi lại đó. Rồi chia sẻ ra cho em nha mấy chị ơi. Lên bộ dài 59.000. Que cái này xong rồi sẽ lên tiếp tục một mớ áo cho mấy chị nè. Còn áo gì nữa. Có ai mua đồ lót không mấy chị? Mua đồ lót thì mình lên đồ lót luôn. Nãy ai hỏi em đồ lót á. Nè coi nè. Coi nào mua đủ họ chưa. 69.000 mà bà tiếng
ra rẻ rẻ em luôn á. Lụa này dùm tôi êm lắm, nói chung là bản hàng của thằng Kiwi cũng được lắm, nói chung là cũng ok, tạm ổn hàng thiết kế. Rồi đỏ giùm em ha, đen đỏ giùm mấy chị đó, màu đen nền hoa đỏ thì mấy chị ha. Rồi đen đỏ giùm em 69 luôn nha, bán tặng hết luôn. Rồi đen đỏ ai đấy comment giùm em, xếp lịch sự chứ ha, phải xếp lịch sự lại. Rồi ai đấy comment giùm em đen đỏ thì mấy chị ơi, đen đỏ giùm em. Cái này khoảng 58kg vừa em ha, mấy chị nghe gọi số ký em đọc nha. 58kg đồ loại vừa, ai đấy được comment giùm em đen đỏ ha, bán tặng cho mấy chị. Giá thì có 69.000 một cái nha, cho em cũng giữ like đi mấy chị. Rửa lai được rất là giá nó sẽ rẻ hơn nha. Giá nó rẻ hơn giùm em. Rồi đen đỏ giùm em, xanh chín giùm mấy chị, xanh chín giùm em ha, xanh hộ lụa ha. Đồng giá xanh chín luôn á, chị nào coi được lấy giùm em ha. Bán rẻ bèo luôn, bán rẻ bèo luôn. Rồi mẫu này giùm em mấy chị ơi, mẫu này là một cái đen ha, đen mặt trời giùm em. Hình cái hoa mặt trời cũng dễ thương lắm. Nè nhìn không, đó. Thấy gì thôi chứ màu đen không có chìm mấy chị ơi. À, áo khoác bi hồng sao lưng cưng. Vải gì, bi hồng hả? Áo khoác hả? À trời chứ nhìn hay quá vậy. Rồi mẫu này giùm em, khoan đợi em cái. Cái này là comment giùm em là 40 đến, cái này là khoảng 40 đến 60, 61, 62 kg mặc được nha mấy chị ơi. Rồi ai đấy comment giùm em, cái này là mặt trời nha. Ai đấy comment giùm em đen mặt trời đi mấy chị. Đen mặt trời giùm em ha, bán tặng cho mấy chị luôn. 69.000 một độ, tay dài cho mấy chị luôn ha, rộng rộng hết. Ê, có lấy quần jean không chế, quần jean đẹp đẹp không kìa, không mua quần jean. Cái này hả? Cái bi này là cái thun chứ ơi, thun giùm em. Cái này 45 đến khoảng 60 65 kg mặc được nè. Chế bốn mấy chắc mặc hơi rộng quá. Em là 38 á, em là 38 á. Là mặc cái form như thế này. Nói chung cũng bảnh lắm luôn á. Bảnh này êm lắm, mặc mát rượi ha. Em bán cho thím em đồ này kia là bả khen á. Mặc êm mềm lắm, mềm mà mát lắm luôn nha. Túi bên trong sâu giùm em nè. Form dài chứ ơi, form dài nè, form giống như em đang mặc nè. Mà kiểu nó là thun ôm nha, thun mà kiểu áo khoác tập gym á, ngoài chợ bán cho khoảng 175, trên này bán 175. Form dài, thích form dài thì lấy giùm em ha. Cái này là 45 đến 65 kg mặc vừa nha mấy chị ơi, nó có ba màu. Màu hồng giùm em. Màu này là màu xanh tây, màu này là xanh nhạt ha, xanh nhạt giùm em. Nó có ba màu. Đó, chị nào lấy được lấy giùm em ha. Lộn xộn hết. Rồi chia sẻ ra giùm em ha. Cái này là form dài, không biết chết hết không biết nữa. Vài bữa em về kaki em nhắn chế lên lụa. Kaki, vài bữa em về kaki, vài bữa em về kaki, đợi vài bữa mới về được. Bây giờ dịch quá à, không có lấy hàng gì cùng hết trơn á. Dịch lắm luôn á. Ủa cái móng không dục đâu. Cách này dịch lắm. Lấy hàng trời, cái hàng này em đáng ra em về là bữa, đáng ra về là bữa thứ hai lần mà tới giờ mới về được luôn mấy chị. Là mấy chị mất độ của nó đó. Ôi còn cái sọc này nè, có ai lấy giùm em 119 luôn ha. Sọc 119 phong dài giùm em ha. Rồi ai lấy được lấy giùm em. Làm sợ như mấy chị ơi, bán tặng mấy chị luôn ha. Rồi chia sẻ lan cho em với nha mấy chị ơi. Lên tới đâu à? Tới khúc này rồi phải không? Rồi yêu nào lấy được lấy ha. Chia sẻ lan giùm em nhé. Làm sợ hết. Cái đó là bi là dạng thun. Hình như chứ không hết thun. Chỉ thấy kaki thôi phải không? Lấy kaki thôi. Rồi mẫu này giùm em nè mấy chị. Em còn cái này luôn ha. À, cái này là vàng dây giùm em nè mấy chị. Vàng dây tiểu thư giùm em ha. Tay dài cho mấy chị nè. Rồi chứ nào lấy được lấy giùm em ha. Vàng dây giùm em. Ơ em còn cái đen kia kìa. Đen kia em còn có một cái. Em đang sale 79 kìa. À, đầu lót cưng bán. Có đầu lót em có bán 5 cái chứ ơi. Đợi cái em lên thầy gần thôi em lên cho lựa. Đầu lót có bán 5 cái. 5 cái chỉ có 60 ngàn thôi mà bảnh lắm chứ. Mua bảnh lắm ngoài chợ bán mười mấy 20 ngàn không á. 58, 60, 61 giùm em nè. Ai lấy comment giùm em ha. Vàng dây 58, 60, 61 cao gáo là được 61 giùm em ha. Còn hơn 58, 60 giùm em. Nhưng mà cái form này êm. Rồi vàng dây giùm em nè. Ai lấy comment giùm em ha. Từ từ em lên đi nha. Từ từ em lên cho mấy chị. Có 39 ngàn nha. 39 ngàn. Một hồi em lên rồi em sale cho mấy chị cái kiểu mắc cười lắm. Để hồi em lên cho mấy chị ha. Rồi xanh dây giùm em luôn mấy chị ơi, xanh dây cho mấy chị luôn ha. Ai lấy được comment giùm em. Cái mẫu này là dạng tiểu thư. Đợi em xíu thì chứ em lên tay dài xong lên quần lót cho lựa. 5 cái có 60 ngàn, hàng đẹp lắm. À, nói chung là ai mặc cũng êm hết trơn á. Rồi cái này 40 đến 60, 61 giùm em ha. Ai lấy comment giùm em xanh dây luôn mấy chị. Xanh dây giùm em, bán tặng có 39 ngàn một cái ha. Tranh thủ lựa đi mấy chị. Từ từ lên thêm nha. Còn nhiều cái đó. Cái lô mở mở nha. Lô rồi mấy cái mở mở vô vậy á. Đi làm hả bà. Rồi, cô nào thì ở giùm em rộng sọng nha. Chỉ còn ít này thôi, đợt này về hoa giùm em. Đợt này về hoa. Rồi mẫu này giùm em mấy chị. Xanh đậu dây ha.
Cái này là giống kiểu gì? Mặt nó không có bị hở nha mấy chị ơi, mặt nó không bị hở nha. Tại vì do cầm nên nó bị gũ xuống bị hở ha. Rồi mẫu này trắng hoa dây đi. Trắng hoa dây giùm em ha. Đồ bông tiểu thư đi chị. Đồ bông tiểu thư ha. Lên lên coi giùm chị đi em ơi. Bây giờ lu bu quá ha. Lên coi giùm chị đi ha. Chị đang ấy. Rồi ai đó comment giùm em. Ngồi hồi chị rảnh chị lên cho nha. Bây giờ chị đang lên cái này các 5860 giùm em ha. Ai đó comment giùm em là xanh dây đi mấy chị. Xanh dây giùm em ha. Trắng hoa dây cũng được. Thôi trắng hoa dây đi. Ai đó comment giùm em trắng hoa dây ha. Xanh đậm giùm em luôn. 69.000 bộ. Chị nào thích mấy mẫu này thì mấy chị lấy ha. Rồi mẫu này xanh đậm giùm em. Xanh đậm giùm em. Rồi lộn xộn cho mấy chị ha. Từ lô hết. Xanh đậm. Cái này khoảng 60, 61, 62 được luôn mấy chị. Gọn gãi giùm em ha. Rồi ai đó comment giùm em xanh đậm. Xanh đậm bán tặng mấy chị luôn ha. 69.000 bộ. Đó toàn là mấy bán giá rẻ luôn rồi đó. Rồi ai coi được lấy giùm em ha. Cái này rẻ. Lấy về em bán tặng mấy chị luôn á. Rồi như cô ai lấy được lấy ha. Chia sẻ ra giùm em nhớ. Chia sẻ ra cho em có tương tác nha mấy chị ơi. Rồi em còn cái này giùm em ha. Cái này là trắng hoa trắng hồng đi. Trắng hồng giùm em ha. Thiết kế cho mấy chị. Trắng hoa hồng cũng được. Trắng hoa hồng giùm em. Cái bầu cũng dễ thương. Cái tai nè. Cái tai cũng đẹp luôn ha. Rồi ai lấy được comment giùm em trắng hoa hồng. Trắng hoa hồng lộn xộn cho mấy chị. 40-60, 61-62 ký mặc được luôn ha. Là em trừ heo đó nha mấy chị ơi. Thôi em không dám trừ heo nữa. Thôi à. Rồi trắng bông hồng giùm em. Ai lấy được comment giùm em bán tặng mấy chị luôn ha. 60-69 luôn ha. Tầm giá 69 chị nào coi được lấy ha. Trắng hoa hồng giùm em. YouTube hết trơn nè. YouTube hết. Ai coi được thì lấy. Giờ từ lưng hết à. Giờ tùm lum hết. Rồi em còn cái cánh dơi luôn nè. Nu cánh dơi ha. Nó giống như là một cái hồng nhạt tí mấy chị. Rồi nu cánh dơi giùm em nè. Ai lấy comment giùm em nu cánh dơi ha. Còn cái form cho mấy chị nè. Rồi thiết kế cánh dơi cho mấy chị. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em nu cánh dơi. Cái này khoảng 60. Cái này 65 được nè mấy chị. Cái này khoảng 65 ký mặc được giùm em ha. Nu cánh dơi 65 ký vùi nè em. Rồi bán tặng mấy chị 69 luôn ha. Nu cánh dơi. Ai lấy được comment giùm em nu cánh dơi khoảng 65 ký mặc được. Rồi nên cái hồng luôn mấy chị ơi, hồng dây ha. Cái cổ này mặt không có bị hở nha, do em cầm thì bị hở thôi. Rồi mẫu này giùm em ha, nu dơi giùm tôi ha, nu dơi giùm tôi. Ê bà Trâm, bà lấy cái áo này, tôi nghĩ bà lấy cái áo này nữa bà sẽ khoan rồi hết, khoan để em đổi giấy ha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha, chia sẻ là ai giùm em. Đổi giấy anh kêu cái này. Rồi em lấy được comment giùm em lộn xộn nha. Bà lấy mấy cái này nữa bà về bà cho bé bú này kia nó cũng dễ á bà. Chịu khó về mai cái nút ngay đây. Nhưng nói chung mặt lên nó không có bị hở mà tại cầm lên thì nó bị đổ xuống thôi. Rồi hồng dây giùm em nè, ai đó comment giùm em hồng dây ha. Hồng dây cái kiểu lạ lạ như nó chưa đúng chuẩn màu ngủ luôn á. Rồi hồng dây chị nào lấy được lấy giùm em, chia sẻ like chấm bài cho em với ha. Rồi hồng dây 40 đến khoảng 60 61 thì mấy chị, 40 đến khoảng 60 61 giùm em. Hồng dây 69.000 giùm em hết nha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em với mấy chị, hồng dây 69.000 giùm em. Xanh đen luôn ha, xanh đen hoa cho mấy chị. Từ từ lên đầu đó cho mấy chị ha. Rồi thiết kế cho mấy chị. Rồi cái dây này mấy chị thích thì mấy chị buộc mà chú, còn không thích giờ mình tháo ra giùm em ha. Tại nó làm kiểu mà em cũng không biết sao luôn. Rồi mẫu này xanh đen ha, xanh đen này đẹp. Thiết kế cái hoa cho mấy chị. Xanh đen giùm em. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em xanh đen ha. Cái này khoảng 60-61 rồi mấy chị ơi. 60-61 giùm em ha. Rồi ai lấy comment giùm em xanh đen đi mấy chị. 60-61 giùm em ha. Bán tặng cho mấy chị. Này dây nhỏ không à. Dây nhỏ lung tung hết trơn. Bán tặng cho mấy chị giá chỉ có 59.000 thôi nha. Đồng giá luôn á. Cái này bán tặng giá rẻ rề luôn á. Thiệt này không mua lỗ lắm luôn á. Này không mua lỗ. Còn cái hồng cánh dơi luôn anh chị ạ. Cái này đẹp nha, cái này cái kiểu dễ thương lắm. Cái này là có hai cái bầu phía trước giùm em, muốn hồng muốn giết. Cái này là có hai cái bầu phía trước giùm em, hai cái túi phía trước giùm em luôn ha. Trời tôi hay bị yếu tim lắm luôn á, chắc nữa là tôi sẽ bị bệnh tim hay sao á, hay bị giật mình lắm. Rồi mẫu này giùm em đi chị ơi. Ai làm em giùm em xanh lá nha, xanh lá giùm em có hai cái túi phía trước luôn mấy chị. Tay cho mấy chị ha. Rồi xanh lá nè, ai lấy comment cái màu xanh này lên bộ đẹp nha. Xanh lá giùm em 40 đến khoảng 58 kg, cao gáo lên được 60 giùm em ha. Xanh lá bán tặng mấy chị, bán tặng mấy chị giá rẻ nha, chỉ có 50.000. Ủa lộn 59.000 giùm em thôi. Từ luôn hết.
đang lên, mấy chị coi được cái nào thì lấy giùm em thôi. Cái này bán có 69.000 à. Rồi hồng cánh dơi luôn nè. Form đẹp nha. Rồi nè nhìn thấy không, cái hoa cũng đẹp cho mấy chị luôn, mẫu tiên tiên nha. Rồi hồng cánh dơi, form này cánh dơi là 65 kg mấy chị. Form cánh dơi là 65 kg nha. Rồi ai đó comment giùm em hồng cánh dơi mấy chị 65 kg rồi lại mặc vừa em bán tặng cho mấy chị ha. 69.000 luôn ha. Rồi ai đó comment giùm em hồng cánh dơi 69.000, 65 kg rồi lại mặc vừa. Đó chị nào thích cánh dơi thì lấy ha. Cái này thì comment giùm em tím xanh cho mấy chị, tím xanh cho mấy chị ha. Sắm này lên tiếp nha, đợi từ từ có nhiều cái ngoài sao lắm. Rồi ai đó comment giùm em tím xanh cho mấy chị, tím xanh ha, tím xanh lộn xộn cho mấy chị. Nhớ xe bài cho em có tương tác nha mấy chị ơi. Cái này cũng khoảng được 62-63 kg nè, 62-63 kg giùm em ha. Rồi tím xanh bán tặng mấy chị. Xanh chín luôn nha, tím xanh xanh chín giùm em luôn. Rồi đi qua lấy được lấy giùm em mấy chị, bán rẻ ha. Cầm cánh dơi 65 kg mấy chị nào lấy ha, dễ mà. Rồi cái gu nào lấy được lấy giùm em mấy chị, mua hết trơn. Cái nào thì lấy cái đó nè, lộn xộn cho mấy chị. Lên này xong lên mới chi nữa rồi là que cho mấy chị ha. Rồi lộn xộn từ lưu không mấy hết trơn. Rồi em còn cái này luôn nè mấy chị ơi, trắng hoa tím nè, trắng hoa tím cho mấy chị. Tai cho mấy chị, hàng xịn lắm, mua về mấy chị cảm thấy thích liền hà. Hàng của Kiwi, hàng này thiết kế vải êm giùm em ha. Rồi ai đó comment giùm em trắng hoa tím nè, trắng hoa tím. Cái này khoảng 65 kg được có mấy chị. Cao cao nha, nếu không cao khoảng 62 kg thôi. Rồi trắng hoa tím giùm em ha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em trắng hoa tím. Trắng hoa tím, trắng hoa tím, xanh đen hoa, xanh xanh đen mặt thôi lấy được comment giùm em nè. Xanh mặt trời ha, xanh mặt trời, hoa mặt trời cho mấy chị nè. Đó, ai thích cái màu này thì lấy ha. Xanh mặt trời, cái màu này nó cũng hơi tươi tươi á mấy chị, nhìn nó sáng láng nha. Rồi xanh mặt trời giùm em 40-60 kg mặc vừa ha. Ai muốn comment giùm em xanh mặt trời cho mấy chị nào cái form này thì cũng dễ mặc ha. Nói chung là hàng đi xa thì nó cũng dễ mặc. Rồi xanh mặt trời, ai đó comment giùm em xanh mặt trời ha. Rồi em còn cái hồng nữa mấy chị ơi, hồng xanh giùm em ha. Hồng xanh giùm em nè, thiết kế cho mấy chị. Đó, hồng xanh, ai đó comment giùm em hồng xanh ha. Hồng xanh cho mấy chị lên nhanh nhanh nhận qua nữa nha. Hồng xanh 40-60-61 kg mặc được ha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em hồng xanh bán tặng cho mấy chị luôn ha. Hồng xanh bán tặng cho mấy chị. Rồi đi qua lấy được lấy giùm em mấy chị hồng xanh ha, xanh mặt cười với là một cái trắng tím giùm em. Xanh 5.000 của xanh 9.000 ha, xanh 9.000 cho mấy chị bình thuận hết. Em còn cái khối nè, khối còn cái nè, chị nào thích thì lấy ha. Phối này em thấy cũng ok đó. Rồi phối em còn cái, chị nào lấy được comment giùm em phối cho mấy chị, bộ phối giùm em ha. Bộ phối cho mấy chị. Đó thiết kế một phối phối kiểu gì ha. Nghe gu nào thì lấy giùm em. Rồi phối phối bộ phối giùm em. Bộ phối này là khoảng 62-63 nha mấy chị ơi. 62-63 cao ráo giùm em nha. Còn không thì khoảng 58-60 thôi. Rồi chị nào lấy được comment giùm em bộ phối cho mấy chị. Bộ phối giùm em 69 hết ha. Bộ phối tầm giá 69 hết ạ. Rồi nghe gu nào lấy được lấy giùm em với chị. Xe bài cho em nha. Nhớ xe bài giùm em nha. Chẳng đâu nói ngày nào. Xe bài giùm em. Hoa tím luôn nè. Ai đưa thầm em người em hoa tím luôn ha. Thiết kế màu tím. Chị nào thích màu tím thì lấy nha. Hoa tím cho mấy chị. Rồi nghe gu nào lấy được hộ em với mấy chị. Hoa tím cho mấy chị. Cái này khoảng 60 kg vùa em ha. Rồi chị nào lấy được lấy. Hoa tím bán tặng cho mấy chị 60 kg đầu lợn vùa. Bán tặng mấy chị 69.000 luôn. Tầm giá hết ha. Còn là rẻ không, nó thề là bán rẻ luôn, không dám bắt mắt luôn á. Rồi em thầm em nhẹn hoa tím xanh chín luôn ha. Tấm này em lên ít đầu lót cho, tại em nhớ hồi sáng á, có nhiều chị hỏi em đầu lót lắm luôn á, nên nhắn tin hỏi em đầu lót nên em mới dự định chọn đầu lót ra nè, chứ không vừa bán là định không bán. Rồi mẫu này giùm em hồng dâu giùm em ha. Hồng dâu dạng phối phối với mấy chị gì nè. Rồi hồng dâu, chị nào lấy được lấy giùm em hồng dâu ha. Form đơn giản giùm em hồng dâu 58 kg vừa em với chị nào lấy ngay qua lẹt lấy ha. Rồi hồng dâu bán tặng cho mấy chị 58 kg vừa, 69.000 luôn, 69.000 có lộn xộn cho mấy chị, tầm giá 69.000 hết. Chị nào nghe cái gu mình lấy thì lấy ha. Rồi còn mới này nữa nha, còn mới này giùm em. Cái này là xanh đậu nè, trắng hoa vàng ha. Cái màu này nhu nhu dễ mặc nè mấy chị, trắng hoa vàng giùm em ha. Nó là màu trắng nhưng mới thiết kế dạng hoa vàng cho mấy chị gì ha. Đó, dễ thương giùm em, đơn giản nhưng mà dễ. Rồi ai đó comment giùm em trắng hoa vàng giùm mấy chị, trắng hoa vàng giùm em ha. Cái này khoảng 60-61-62 ha, cao gáo là được 62 mấy chị. Trắng hoa vàng giùm em. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha. Trắng hoa vàng cho mấy chị khoảng 62 kg ha. Khoảng 62 giùm em. Trắng hoa vàng 69 hết luôn ha. 69. Còn khoảng 5-7 bộ nữa là em qua nha. 5-7 bộ nữa là em qua cho mấy chị luôn. Rồi mẫu này
vàng vàng to đi mấy chị ơi, ai lấy được mẫu này comment giùm em vàng to ha, vàng to cái form cho mấy chị kiểu gì nè mấy chị, đó thiết kế cho mấy chị kiểu gì ha. Rồi như qua lấy được lấy giùm em vàng to cho mấy chị, form đơn giản ha. Có chị nào lên áo đá nữa không, lên áo đá em lên cho mấy chị, áo đá cũng sang sang không à. Vàng to này 65 kg mặc được rồi mấy chị, vàng to 65 kg mặc được ha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha, vàng to 65 kg đồ lạnh vừa, tầm giá 89.000 hết giùm em ha. Nên lên lên là phải tập trung cao độ mới nhớ được ra nó bao nhiêu ký, phải nhìn nữa, nhìn là phải ra liền luôn đó. Hồng ai lấy comment giùm em hồng dâu phối cho mấy chị, hồng phâu hồng dâu phối giùm em ha. Rồi cái nào lấy được lấy giùm em hồng dâu phối cho mấy chị, 69.000 như mấy chị ơi, vàng 69 luôn ha. Rồi vàng vàng to như bà ơi, trước cho bà cái vàng to ha, vàng to liền kia nè. Rồi ấy được lấy giùm em mấy chị. Rồi hồng hồng này là hồng hồng phối giùm em ha, hồng phối cái này cũng được nè bà Trâm ơi, hồng phối này cũng được nè bà, khoảng 65 kg được ha. Rồi hồng phối khoảng 65 kg được giùm em ha, chị nào lấy được cái giùm em đi mấy chị, hồng phối 65 kg đầu loại mà vừa em ha, 50 kg đổ lên nha, như vậy là phải 50 kg đổ lên á. Rồi ai lấy comment giùm em lộn xộn hết trơn á, xanh giùm em mấy chị ơi, xanh biển giùm em ha, xanh biển nhạt, xanh biển nhạt ai thích thì lấy nha, xanh biển nhạt giùm em. Có cái dây về mình không thích cái dây thì mình gỡ ra giùm em ha, đó, mình cắt chỉ mình gỡ ra giùm em, rồi mình nhíp tay lại được giùm em chứ không gì trơn á. 60 kg đồ loại mặc vừa em luôn, xanh biển nha, ai lấy comment giùm em xanh xanh biển giùm mấy chị, xanh biển nha, xanh biển giùm em. Ừ có một cái hàng xanh biển nha, xanh 9.000 đồng giá hết ha, chị nào coi được lấy giùm em ha, xanh biển giùm em lộn xộn hết trơn hết trơn. Này giờ đợt này rẻ có 69.000 dễ mà có trời luôn á. Rồi mẫu này giùm em nữa chị, mẫu này là comment giùm em nè, xanh bi ha, xanh bi dạng nó sập sập gì nè mà em kêu bi á cho nó dễ. Rồi xanh bi giùm em ha, form cho mấy chị kiểu gì ha. Rồi xanh bi chứ nào lấy được lấy giùm em ha, xanh bi xanh bi. Sắm này lên đầu lót, sắm này lên đầu lót, cái lên một cái lai mới xếp vào bộ, cái này cũng khoảng 65 kg mặc được nè mấy chị, xanh bi nè, chị nào lấy được lấy giùm em. Nhưng mà bên hông này nó có viền kiểu gì nha, bên hông này có viền kiểu như nè, 65 kg đồ loại mặc vừa, ai lấy comment giùm em xanh bi đi mấy chị, xanh bi 65 kg đồ loại mặc vừa ha. Rồi xanh bi giùm em, cái này mẫu phối nè, cái phối này sang nha. Rồi ai lấy được mẫu này comment giùm em phối này là phối đen đi mấy chị, phối đen giùm em ha, phối đen cho mấy chị, cái bầu kiểu xéo cục gì ha, mặt nó không có bị hỏi nha, cho em cầm xuống cái cổ nó đổ xuống đây nha. Rồi ai lấy comment giùm em bộ phối này sang lắm mấy chị, lên form đẹp ha. Rồi bộ phối giùm em, bộ phối này khoảng 60-61 thì mấy chị ơi, bộ phối khoảng 60-61 giùm em. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em ha, bán tặng mấy chị 65.000 thôi nha, ủa 69.000 thôi nha, 69.000 bán rẻ rồi nè, bán rẻ thiệt luôn á, cái này là thiệt là rẻ, có rẻ luôn á. Rồi xanh này là xanh biển hoa ha, xanh biển hoa cho mấy chị, thiết kế cho mấy chị, màu này cũng dễ thương nè mấy chị, xanh biển hoa giùm em ha. Nè về cái dây buộc nào mà mình không muốn thích buộc nơ thì mình tháo ra giùm em ha, không vấn đề gì hết. Rồi xanh biển nơ chế nào lấy được lấy giùm em, xanh biển nơ cho mấy chị luôn, cái này khoảng 66 ơi, cái này chắc được có 65 kg mặc được có mấy chị, bự lắm. Rồi ai lấy comment giùm em ha, xanh biển hoa 65 kg đâu lại mặc vừa, 50 đủ lên ha. Rồi xanh biển hoa giùm em, rồi chế nào lấy được lấy ha, xanh biển hoa cho mấy chị, từ lô hết nha mấy chị ơi, đậm tạo giùm em nha. Rồi xanh biển hoa giùm em, chị nào thích cái nào thì lấy giùm em. Bây giờ là lên lộn xộn, bây giờ là lên tới tấp luôn rồi đó. Rồi mẫu này hồng bi đi mấy chị ơi, dạng nó sập sập mà em kêu bi á cho nó dễ 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 dễ, dễ comment á. Rồi hồng giùm em ha, ai đó comment giùm em hồng bi nè, dạng kiểu gì giùm em ha, form này chị form đơn giản, chị nào thích đơn giản thì lấy cái này ha. Rồi hồng bi giùm em đi mấy chị, hồng bi khoảng 60-62 ha, 60-62 giùm em không dám chịu hao thêm, em chịu hao hơi hơi thôi. Rồi hồng bi giùm em, chị nào lấy được comment giùm em hồng bi ha, hồng bi hồng hoa xanh biển hoa, em còn cái chín hoa. Rồi em còn cái này luôn ha, à, cái này là một cái tím giùm em, trắng hoa tím ha, trắng hoa tím nè, hình như nãy lên rồi phải không, trắng hoa tím không nhớ nữa, hình như hoa tím này sẽ nhỏ hơn hoa tím kia. Trắng hoa tím giùm em khoảng 60 kg đồ loại mặc vừa ha, chị nào lấy thử lấy. Cái hoa tím này thấy gì chứ lên form là nó sẽ im lắm, nó sẽ đẹp giùm em ha. Rồi trắng hoa tím rồi hết đó bà ơi, tay dài là còn có nhiêu đó nữa, hết đây nữa nha mấy bà ơi. Coi ai lấy được lấy giùm em ha, có 69.000 hả, 69.000 rẻ luôn á. Rồi bây giờ lên cho mấy chị là đầu lót nè, đầu lót chị nào lấy được lấy nha, êm lắm, đầu lót là êm lắm nha. Đầu lót là mặc đi nửa kiếm em ơi, mấy này không nhưng mà không biết nửa có không, nửa không biết có, nửa mà còn có mấy mẫu nè chứ không có còn nhiều nữa.
đầu lót 5 cái 60 ngàn dùm em ha. Ngồi gần lại, ngồi gần lại để lên. Chị Nam Nguyễn thì có mua nữa không trời? Chị Nam Nguyễn nè, Nam Nguyễn là có mua thêm gì nữa không? Tại đơn trên 100 ngàn mới vô lại cái xanh đen bự với cái hoa, với cái hoa, hoa tím nhí cái hoa. Xanh đen bự hả? Xanh đen bự là cái nào ta? Xanh đen bự hả? Cái hoa tím nhí, hoa tím nhí nè. Cái xanh đen bự là cái nào trời? Xanh đen bự là không biết phải không biết nữa. Hoa này hoa hồng, hoa tím nhí này nè. Còn cái hoa tím nhí này phải không bà? Nè tôi thấy cái bông nó cũng dễ mặc lắm bơ. Nè tay dài giùm tôi mà, cái tay dài này xịn xò ghê á. Rồi lấy được comment giùm tôi là hoa tím nha, hoa tím nè, hoa tím, hoa tím giùm tôi ha. Rồi cái này tôi thấy khoảng 63 ký mặc được luôn á. Nhưng mà bà ấy thì hồi tôi đo lại kỹ cho bà thêm cái nữa. Tôi thấy cái phông quần nó rộng lắm. Rồi mẫu này giùm em ha. Nè là hoa hoa tím giùm tôi nè. Trắng hoa tím ha. Trắng hoa tím. Trắng hoa tím. Hoa tím thì hình là lạ. Có một cái đó. Có một cái thôi. Với cái gì? Xanh đen ha. Xanh đen chắc mẫu này quá. Cái mẫu này mẫu phối các bạn. Mẫu này mẫu phối phải không? Lên áo lẻ với chị, lên áo lẻ đường khúc rồi em ơi, đợi xíu đi em ơi, từ từ lên có cái này có cái kia giùm chị với ha. Rồi mẫu này, ủa nãy giờ chị lên khúc áo lẻ em có thấy không? Rồi cái này là bộ phối giùm em nè mấy chị, bộ phối giùm em ha. Rồi ai lấy comment giùm em với chị ơi, bộ phối nha. Bộ phối nè, bộ phối này cũng bự bự nè. Tôi kêu bằng bộ phối nè, phải không bà? Nè mẫu này giùm tôi nè, phải không? Cái này tôi thấy bài chắc mặc được á. Rồi lấy được comment giùm em với chị ơi, xe bài giùm em với ha. Làm sợm hết trơn, bộ phối phải không? Tôi cũng không nhớ bộ xanh đen nào nữa, giờ là không biết, không nhớ bộ xanh đen nào luôn á. Em lên mượn một khúc thôi chị ơi. Ủa nãy em nhớ bà cũng có comment mà ta. Nãy em lên, nãy giờ em lên được một khúc không phải xanh đen, có sợi dây hả? Có sợi dây hả? Là cái nào ta? Không nhớ luôn nè. Chắc cái này quá. Xanh đen hoa nè, phải không? Có sợi dây nè. Ừ. Về thích sợi dây buộc eo thì buộc, còn thích thấy nó gồm gà thì tháo ra giùm tôi luôn ha. Xanh đen này thấy cũng ok nè. Đó, xanh đen mà dạng khối hoa giùm tôi nè. Nè cái quần, cái này bự á, cái này hùng bự tôi thấy mặc được các bà ơi. Hùng bự thấy mặc được nè. Rồi lấy được comment giùm tôi là xanh đen ha. Xanh đen giùm em nữa chị. Xanh đen giùm em, xanh chín. Xanh chín thôi nha. À, vải lụa em ơi, vải lụa giùm em. Rồi bây giờ lên đầu lót nha, lên đầu lót 10 cái 60 ngàn. 5 cái 60 ngàn, nó bậy không à. Cái mẫu này được hai loại ha. Xanh đen, xanh chín giùm tôi luôn ha. Rồi xanh đen giùm em. Rồi chị nào coi lấy được lấy giùm em nữa chị họ em nha. Xe bà cho em nha, mấy chị xe bà em thọng giùm em ha. Cái này là đầu lót nè. Đầu lót này êm lắm luôn nha. Đầu lót này, cái này nó, cái này là nó có hai loại. Nè nhìn không, tâm nhung, co giãn cực kỳ, 40 đến 60 kg mặc được giùm em. Cái mẫu này là kêu giùm em là thập cẩm nha, thập cẩm. Nó lộn xộn giùm em. Thôi cái này comment giùm em là phối đi mấy chị, phối giùm em ha. Nó có hai mẫu, cái kia với ba mẫu cái đường viền nè. Trên này là nó có viền, vải êm lắm, 40 đến 60 kg mặc vừa em nè. Trên này có viền giùm em ha. Rồi lấy được comment giùm em phối đi mấy chị. Đó. Phối giùm em ha, 5 cái 60 ngàn. Lấy cái này đi chứ ơi, cái này nó mặc cũng êm nè. Đó mà nó được hai loại. Cái tâm nhung này mặc mát lắm luôn á, mà mặc êm lắm, giống như mặc kiểu nhẹ lắm luôn á. Nghĩ sale rồi đó không? Nghĩ sale rồi, bữa hổm sale chơi ha. Cái này là 5 cái 60 ngàn ha. 5 cái 60 ngàn. Êm, cái loại này êm nè. Rồi, lộn xộn, ai lấy được comment giùm em nè. Phối giùm mấy chị, phối giùm em ha. Cái này là phối này là 5 cái 60 ngàn giùm em ha. Nghĩ sale rồi, hôm bữa sale có một bữa ha. Là tại vì hôm bữa đó ít tương tác đó, nên lấy ra ngồi sale luôn á. Rồi bữa nay không có sale nữa, sale một ngày hả. Rồi ai lấy comment, lấy cái này đi ha. Rồi lấy tôi chế cái này đi. Cái này em thấy nó có hai loại luôn á. Một loại tâm nhung với một loại kia nữa, nhưng mà em chỉ lấy cái này đi. 5 cái 60 ngàn giùm em ha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em đi chị ạ. Chia sẻ like giùm em đó ha. Làm sợn cho mấy chị. Ơi em còn chai sữa tắm nè. Cái chị kia lấy mà chị lấy có 25 ngàn. Hồi người xếp được nào không biết nữa. Em còn chai sữa rửa mặt chứ lộn.
Chị nào lấy sữa rửa mặt thầm em dùm em sữa rửa mặt 25 ngàn một chai nha. Cái này xài mấy tháng trời luôn á, cả nửa năm chứ không ít đâu mấy chị. Rồi Alex thầm em dùm em. Rồi cái này dùm em, cái này là size nhỏ nha. Cái này là size nhỏ, có cái hoa phía dưới này có ghen dùm em nè. Ai lấy được comment dùm em hoa. Cái này là tầm khoảng là 35 đến 55 55 kg nha, 55 kg dùm em. Rồi ai lấy được comment dùm em là hoa đi chị mấy chị. Rồi ai lấy comment dùm em là hoa ha. Quần hoa dùm em, nó có hoa bên hông này dùm em nè. Bán tặng mấy chị 5 cái 60 ngàn dùm em ha. Nè có cái hoa đây phía dưới quyền ghen dùm em ha. Rồi chị nào lấy được lấy dùm em ha. Hoa dùm em 5 cái 60 luôn mấy chị, 5 cái 60 dùm em ha. Chị nào thấy thì lấy, em còn có mấy cái ha. Em còn có mấy mẫu này thôi. Rồi mẫu này dùm em luôn ha. Mẫu này mặc vô cùng mát luôn. Mẫu này mặc vô cùng mát luôn. Rồi lên cho mấy chị coi ha, êm lắm. Rồi mã này dùm em. Ai lấy được comment dùm em. Cái này là kêu bẩn gì? Thôi comment. Cái này là comment gì ta? Thôi comment dùm em lưới đi ha. Comment đại dùm em chữ lưới cho mấy chị. Tại vì nè, mấy chị nhìn không? Nó cứ giống như là có lỗ thông hơi vậy. Mấy chị mặc rất là mát luôn ha. Nè coi giãn dùm em. Cái này khoảng 60kg mặc được dùm em ha. Thon thon nha, nếu mà ai mà đít bự quá thì khoảng 58 hay 57kg thôi nha mấy chị ơi. Dạng thon thon là 60kg giùm em, còn đít bự quá thì phải chịu hao giùm em nha. Rồi mẫu này giùm em lưới luôn mấy chị ơi, ai đã comment giùm em lưới ha, sang lắm. Cái này mặc êm, mặc mát lắm, nó có độ co giãn rất là bảnh luôn, ai nhận về cũng ưng hết trơn á. Rồi ai đã comment cái này mà mấy chị đi ra ngoài mua chắc khoảng 18.000 á, 18.000 đổ lên á. Rồi ai đã comment giùm em lưới luôn mấy chị, lưới này mặc mát ha. Rồi lưới giùm em, chị nào lấy được lấy giùm em ha. Lưới bán tặng mấy chị 5 cái 60 luôn mấy chị, 5 cái 60. Rồi mẫu quần này nè, mã này là mã 8 dùm em luôn ha. Mã 8 dùm mấy chị. Mẫu này là dạng giống như là dạng thun cô tông vậy đó, 40 đến 60kg mặc vừa em ha. Xe bộ nữa không, tôi coi lựa thêm cho bà gỡ đồ. Có bây giờ là bộ pyjama đang sale luôn á, lựa thì tôi lên luôn. Pyjama đang sale là 67.000 á, 67.000 chấm là 77.000 chơi luôn á, chơi luôn bữa giờ luôn á. Rồi mẫu này chắc lên cái lại mới á, chắc lên cái lại mới thì vô cái lại mới xe bộ nha, vô lại cái lại mới là tôi ra quần ót xong vô lại cái lại mới ha. Rồi mẫu này dùm em nữa chị, nhìn không coi giãn dùm em, 40 đến 60kg mặc được ha. Ai lấy được comment dùm em là trơn ghen đi mấy chị, trơn ghen dùm em ha, phơm trơn phía dưới. Thôi mã 8 đi, mã 8 dùm em. Rồi ai lấy sữa mặt 25.000 bà như luôn ha. Rồi ok bà ha, tại vì có chị này bà lấy nè, bà cũng cho số điện thoại đàng hoàng lắm, nhưng mà hiện tại bà chỉ lựa có một cái thôi hả. Bà lựa một cái là xong, sau đó hồi là biết là không có lựa thêm được nữa. Rồi ai lấy comment dùm em mã 8 đi mấy chị ơi, mã 8 dùm em ha. Nè lộn xộn cho mấy chị ha, lưới hoàng trang ha. Rồi ok chị luôn ha. Rồi chị nào mua được lấy dùm em đi mấy chị ơi. Lưới ha, lưới là cái này. Cái này là mã 8 nha. Hoàng lưới giùm em, lưới chị Hoàng Trang nè. Lưới chị Hoàng Trang luôn nha. Là em chốt cho chị cái này nha, lưới là cái này nè nha chị ơi. Rồi em còn lưới nha, chị nào lấy thì cứ comment giùm em nha. Lưới. Lấy được comment giùm em. Lòng xộn nha, cái này rẻ lắm luôn á. Rồi này trơn giùm em đi mấy chị ơi. Thôi mã 8 chứ lộn mã 8 giùm em. Nè cọ giãn nhiều giùm em ha. Ê lắm luôn á, mặt rất là bảnh luôn. Này đi ra ngoài mua mấy chục ngàn, cái này màu chắc qua ngoài bán khoảng 18 hay 22 ngàn á. Em nhớ mỗi lần em mua là từ giá 22 ngàn trở lên không luôn á. Rồi coi giảm nhiều 40 đến 60 kg. Dạ em cảm ơn chị nha. Rồi chị nào lấy được lấy giùm em đi chị ơi. Chia sẻ like giùm em với ha. Đồng sọn cho mấy chị. Rồi mã 8 nè, ai lấy được lấy giùm em ha. 5 cái có 60 ngàn thôi mấy chị. 5 cái 60 ngàn giùm em ha. Mã 8 cho mấy chị luôn. Mã 8 cho mấy chị. Lưới em vẫn còn nha mấy chị ơi. Lưới em vẫn còn. Dạ. Em ở nhà không mà có gì ghé lấy giùm em. Không mấy thì kêu em, không mấy thì kêu em ở nhà chứ không có đi đâu hết trơn á. Rồi mẫu này dưới tự kỷ, bởi vì chiều chủ nhật là đừng ai kiếm em cho, chiều chủ nhật là em đi không á. Rồi cái này giùm em, cái này khoảng 58-60kg mặc được luôn ha. Nhìn thấy không, nó co giãn rất là êm luôn. Cái này mặc cũng mát giùm em nè, loại này mặc cũng mát nha. Rồi mã này là mã mấy, mã này là mã 9 giùm em luôn mấy chị. Nè mẫu này giùm em ha, đơn giản, cái này mặc mát giùm em lắm luôn nha. Rồi nghe bà ơi, nghe bà ơi, nghe nè. Rồi mẫu này giùm em luôn mấy chị ơi. Nè 40 đến 60 kg mặc vừa ha, bán tặng cho mấy chị 35 cái 60.000. Nè này mặc cũng mát giùm em nè, nó bao êm cho mấy chị luôn nha, vải giùm em nè mấy chị. Bà ra tới mấy giờ? Chắc 3:30 bà ơi, 3:30 được không? Rồi mẫu này giùm em mấy chị ơi. Rồi ai lấy được comment giùm em mã 9 nha mấy chị. Mã 9 giùm em ha, giờ lên like nữa chắc khoảng 3:00 bà. Mã 9 họ hy vọng chiều nay người ta giao quần, ủa lộn, giao quần ghim đùi đi, trời lên hình ghim đùi. Rồi em còn có nhiêu đó đó mấy chị ơi.
còn có nhiêu đó. Rồi bây giờ xuống lai vô một cái đây mới giùm em nha mấy chơi xe bộ nha. Xuống lai vô một cái đây mới xe bộ giá rẻ luôn, ngồi vô lại nha.